Vậy thì các bạn nghe rõ chứ phải không? Khi nào mà các bạn không nghe rõ hoặc là không thấy màn hình thì các bạn phải gõ liền hoặc là báo liền nghe. Dạ cô. Rồi ok. Tại vì dạy online thì các bạn cũng nghe thầy cô khác nói rồi đó, giống như là tự kỷ, nhiều hồi chỉ thao thao bất tuyệt trước cái màn hình thôi, không có biết được nét mặt của các bạn, không tương tác được nhiều. Cho nên là cố gắng, nếu như thấy có cái trục trặc về đường truyền thì các bạn phải báo ngay. Tất nhiên thì khi học online thì các bạn có một điều sẽ không có tập trung như là học ở lớp được. Cô khẳng định một điều, các bạn sẽ không tập trung đâu. Tại vì có những lần cô gọi là các bạn nói: "Ôi cô ơi, mic em hư", hay là mở ra thì tivi ồn thiệt ồn. Vậy các bạn sẽ không tập trung vào bài học đó. Mà chính bản thân cô cũng vậy, cô học online một cái môn hoặc là một tham dự một cái hội thảo gì đấy thì tất nhiên cũng không có tập trung cho lắm, nhưng thôi thì chúng ta cũng cố gắng khắc phục, nghe được cái gì thì nghe. Ở Huế mấy bữa nay trời thì mưa mưa khá to nữa, và cáp thì đứt lên đứt xuống cáp quang, cho nên là các cái hệ thống mạng không ổn định. Như vậy là tốt lắm rồi, chúng ta sẽ khắc phục. Vậy thì các bạn đã đi xong tương đối là gần hết cái chương trình của phân môn lao rồi, từ đặc điểm bệnh lao, lao phổi, hệ thống lao ngoài phổi giống như là lao hạch, lao màng bụng, hay là lao xương khớp, lao hệ tiết niệu sinh dục, phải không? Và ngay cả bài điều trị lao các bạn cũng đã được học. Bây giờ các bạn sẽ đã cũng có một vài nhóm đã đi lâm sàng rồi, nhưng và đã được học các cái học phần, các cái lý thuyết về cái lâm sàng rồi đó. Cho nên các bạn nắm được khá nhiều những cái về cái phần môn lao. Bây giờ các bạn cố gắng đọc bài, cái phần nào chúng ta đọc dần là vừa. Tại vì thực ra phân môn lao nó không khó, giống như là bên truyền nhiễm chẳng hạn, các bạn học rất là nhiều bài COVID, rồi là uốn ván, rồi sốc nhiễm kháng sinh, hay lỵ trực trùng, hay là dại phó, các bạn học rất là nhiều bài và rất nhiều con vi khuẩn. Trong khi đó phân môn lao các bạn chỉ học một con vi khuẩn lao thôi, cho nên là mình nghĩ nó tương đối nhẹ nhàng. Tuy nhiên chính vì vậy cho nên thầy cô sẽ tập trung vào những cái chi tiết nó hơi nhỏ nhỏ, trong các bạn phải cố gắng là nắm được và dùng từ chính xác chẳng hạn. Như vậy thì các bạn sẽ qua cái phân môn lao thôi, không phải lo đâu. Đi lâm trên lâm sàng, thì các bạn học chủ yếu là sau này các bạn đi lâm sàng thấy các cái thể bệnh là lao phổi. Trong cái lao phổi các bạn sẽ gặp lao phổi áp bê âm, lao phổi áp bê dương đó, và các một cái thể lao ngoài phổi mà các bạn hay gặp trên lâm sàng nữa, đó là cái thể lao màng phổi. Và cái thể lao màng phổi này thì có thể là lao màng phổi mà lao màng phổi đơn thuần, hoặc có thể là các bạn gặp một cái bệnh án, gặp một cái bệnh nhân để các bạn làm bệnh án là lao phổi phối hợp với lao màng phổi, hay người ta còn gọi là lao phổi biến chứng lao màng phổi. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào cái phân tích cái lao màng phổi này với cái cơ chế như thế nào, đặc điểm lâm sàng ra sao, và những cái xét nghiệm nào để biết được cái lao màng phổi này. Đó là những cái mục tiêu quan trọng. Cái mục tiêu quan trọng thứ ba đó là các bạn nắm được 5 cái biện pháp để điều trị cái lao màng phổi này. Đó là những cái biện pháp gì? Các bạn thấy con vi khuẩn lao nó rất là kiên cường. Nó khi mà chưa có 19 thì nghe tới lao người ta rất là sợ, các bạn sợ lắm. Người ta sợ từ tới con vi khuẩn lao, mà người ta sợ tới những cái bác sĩ điều trị lao luôn, người ta sợ bệnh nhân lao thì một đằng rồi đó. Chính vì vậy cho nên bao nhiêu năm bộ môn vẫn không tuyển được giảng viên là vì vậy. Cho nên các bạn thấy đó,
cái nguồn nhân lực là một trong những cái yếu tố mà rất là quan trọng, nhưng đồng thời đây là một cái khó khăn của chuyên ngành lao, tại vì các bạn không ai thích vô cái chuyên ngành này đâu. Nhưng con vi khuẩn lao nó kiên cường và nó cũng rất là gan lì, nó có thể biến đổi hay là đột biến rồi nó dẫn tới kháng thuốc này nọ. Mà khi vào cơ thể thì nó thích cơ quan nào thì nó sẽ tới cơ quan đó để gây tổn thương. Không chỉ nó lây bằng đường hô hấp, tuy nhiên khi vào cơ thể thì nó có thể tới rất nhiều cơ quan. Các bạn học rồi lao bằng bụng rồi đó, lao hạch rồi nó cũng tới đó, chứ không hẳn là nó chỉ tại tổn thương tại phổi được không đâu. Bây giờ cô hỏi các bạn, tại vì các bạn đi gần hết chương trình rồi cho nên là trừ cô chỉ rắc lại để các bạn nắm kỹ hơn mà thôi. Vậy thì các bạn thấy trên màn hình là các bạn cứ cho là con vi khuẩn lao phải không? Nhưng mà nếu như cô đưa cái màn hình cái hình ảnh này lên thì các bạn trả lời cho cô đây là tên của loài vi khuẩn này. Hoặc nếu các bạn thấy có một cái hình ảnh như thế này thì các bạn sẽ gọi đây là con gì? Rồi mời bạn. Như có ai giơ tay mà. Các bạn nói đây là con vi khuẩn kháng axit côn. Rồi cô biết các bạn biết đây là một trực khuẩn kháng axit côn. Vậy thường thường người ta gọi nó là gì? Nó có một cái tên khác. AFB phải không? Vậy thì AFB viết tắt của từ gì bạn Thảo? Thảo Ly, Nguyễn Thảo Ly. Biết thư không? Bạn Hoàng. Trần Thị Hoàng. Axit bacillate. Đó. Như vậy thì đây là một con vi khuẩn bền màu với axit và chúng ta phát hiện qua gì hè? Phát hiện nó bằng cách nào? Khi mà các bạn nói đây là cái con AFB và các bạn dịch ra là trực khuẩn kháng axit côn, đó. Và dịch sát vô nữa đây là một cái loài vi khuẩn mà nó bền màu với axit nên chúng ta dịch thoáng là trực khuẩn kháng axit côn. Vậy thì khi mà nói tới AFB thì các bạn biết được đi nó được phát hiện nhờ cái kỹ thuật gì? Soi kính hiển vi đúng không? Soi kính hiển vi. Vậy thì cô hỏi tiếp BK. Các bạn sẽ nghe một cái con khác. BK, BK. Vậy thì BK là gì? Bacillus cóc, đúng rồi. Vậy thì làm sao phát hiện con bacillus? Vi khuẩn lao có một bạn không? Một bạn nói là bằng Minh Hoa, Minh Hiếu. Người Hoa Minh Hiếu bật mic lên cho cô nghe nè. Nói cho cô nghe nè. Đánh nhầm mấy sao mà viết vi khuẩn phong? Anh già Vi khuẩn phong à? BK là vi khuẩn phong à? đây không là Basilica Vì sao em đánh vi khuẩn phong? Tự nhiên chợt nhớ bh tới trực pH. Đúng rồi, pH nó cũng tương tự ấy. Rồi, BK đó là vi khuẩn khó. Người ta lấy tên cái ông một cái nhà khoa học có để đặt cho cái loài vi khuẩn này do ông ta tìm ra không phải không? Vậy thì Minh Hiếu họ cô trật họ cô hỏi thêm một chút nữa bật mic lên. Vậy vậy thì khi nào thì tìm được con BK?
Em cũng nhớ nhớ rõ Thấy chưa, người học cũng để ý rồi. nè. Bạn nào biết làm sao tìm con BK, con AFB thì ai cũng biết rồi, là có thể soi kính hiển vi rồi con BK. Thấy chưa, các bạn khác biết đó. Các bạn biết là có thể nuôi cấy hoặc làm PCR thì có thể định danh được cái con Mycobacterium tuberculosis, phải không? Con vi khuẩn lao. Ừ, vi khuẩn lao. Hả? Rồi. Thấy chưa? Hiếu là học để ý mấy buổi trước rồi. Vậy thì khi đi lâm sàng, các bạn sẽ nghe một số bác sĩ nói chúng ta đi làm BK đàm, cho bệnh nhân đi làm BK đàm hay là cho bệnh nhân đi làm AFB đàm. Vậy thì những cái khái niệm này các bạn phải nắm chắc. Có thể một số bác sĩ họ cũng nhầm nữa, họ kêu cho đi làm BK đàm, thực ra thì họ cho đi làm AFB đó, nhưng họ cứ nói là BK đàm. Nhưng hiện nay Bệnh viện Trung ương Huế đã có hệ thống bắp test GMIT là 460, có nghĩa là nuôi cấy con BK này, định danh được đây là có cái risk rồi, cho nên là chúng ta đừng nhầm lẫn. Không, đi làm AFB thì đi đi là soi kính hiển vi, hay là đi làm AFB đàm, có nghĩa là chúng ta cho bệnh nhân đi soi kính hiển vi để tìm con trực khuẩn kháng axit cồn. Ngược lại, nếu như mà nghe bác sĩ ra y lệnh hoặc là chúng ta mong muốn đi nuôi cấy thì chúng ta sẽ dùng chữ BK. Hai cái này nó khác nhau trên lâm sàng và chẩn đoán nó cũng khác nhau, cho nên các bạn đừng nhầm lẫn nhé. Chúng ta đã học cũng khá nhiều cho nên là các bạn nắm tương đối vững cái con kỹ thuật, các cái kỹ thuật phát hiện vi khuẩn lao, phải không? Cô nói sơ một chút nữa, giới thiệu để các bạn có thể nắm vững hơn. Vậy thì hiện nay khi đi lâm sàng, các bạn sẽ thấy có một số phương pháp phát hiện vi khuẩn lao nhiều lắm các bạn, nhưng mà hiện nay ở Việt Nam thì có một số phương pháp chính. Đó là cái khi mà các bạn đi soi trực tiếp, dùng di nên sân độc dưới kính hình quang thì chúng ta sẽ tìm được con AFB, đó là con trực khuẩn kháng axit cồn. Tại vì có rất nhiều loài, ví dụ như như hồi nãy bạn bạn Hiếu có nói thì bạn nghe phong phanh, thực ra con vi khuẩn trực khuẩn phong gây bệnh phong á, nó cũng là trực khuẩn kháng axit cồn, nhưng mà là nó không gây bệnh lao mà nó gây bệnh phong, phải không? Tại vậy thì đây soi trực tiếp thì chúng ta chỉ phát hiện đây là trực khuẩn kháng axit cồn mà thôi. Nếu như chúng ta đi nuôi cấy, có nghĩa là chúng ta đã định danh được đây con là con Mycobacterium tuberculosis, phải không? Là chúng ta phát hiện định danh hơn, rõ ràng hơn, chẩn đoán có đây là một cái loài vi khuẩn mà gây bệnh lao. Đó. Và một cái phương pháp mà hiện nay người ta đang ứng dụng và các bạn đã quen rồi, nghe quen rồi, đó là cái PCR. À, từ khi mà có COVID đến nay thì cái PCR nó rất là nổi. Đó. Đây là cái phản ứng gì ta? Cô hỏi lại chút, chắc ai cũng biết rồi. Nhưng mà PCR là bạn nào biết? Có thể viết ra được phản ứng khuếch đại gen. Đúng, bây giờ Y5 rồi mà lỡ có một cái có biết tiếng Anh được không, lỡ kêu từ viết tắt của từ chi người ở nhà họ hỏi á mà có. Đúng rồi, viết sai thấy chưa. Hay hỏi ví dụ như là bạn, chắc là bạn Trần Thị Vân Khánh, Khánh Vân, là được người yêu hỏi chẳng hạn, kêu em rất PCA viết tắt của từ gì hả. Ok, vậy thì các bạn biết để mà trả lời họ chứ, có rồi. Ok, hầu như các bạn đã biết từ PCR rồi, là các bạn sẽ nghe thầy Hùng chẩn đoán nêu một cái. Hiện nay người ta chẩn đoán bệnh lao hoặc là chương trình chống lao quốc gia áp dụng vào cho gọi là cái việc chấm dứt bệnh lao trên ở Việt Nam nó tốt hơn, đó là người ta dùng cái 2x, 2x có 2x, thì các bạn nghe thì Hùng dạy đó là x quang và x bớt, cái
xét nghiệm sinh học phân tử gene expert, cái máy phải không, có thể là xác định được vi khuẩn lao. Mà bữa nay người ta cũng ứng dụng cái expert cho cái chứng COVID các bạn, thì nó gửi cái khuếch đại gen, nó tương tự PCR thôi, chẳng qua PCR là một cái mà cái gốc. Còn cái gene expert vậy là người ta phát triển lên, người ta cũng dựa vào cái tìm cái đột biến trên cái vi khuẩn, trên cái gen của cái con vi khuẩn lao, nó đề kháng tới một số thuốc. Thì gene expert thì các bạn biết rồi, nó đề phát hiện cái đề kháng của cái gen RBO trên cái của cái con trực vi khuẩn lao, phải không? Cho nên là nó đề kháng tới lại tới gì hè? Gene expert thì nó phát ra học rồi này. Trong bài thì Hùng dạy là rồi, nó sẽ có hai ứng dụng, nó sẽ có hai ứng dụng. Cái gene expert này nó sẽ có hai ứng dụng, một là phát hiện đề kháng với rifampicin, cái thứ hai là định danh được vi khuẩn lao, đúng phải không? Bạn Hằng trả lời rất là tốt. Vậy thì đầu tiên nó sẽ định danh MTB, Mycobacterium tuberculosis, và cái thứ hai là nó biết cho biết nó cái đoạn gen đột biến cái đột trên một cái đoạn gen kháng rifampicin hay không, phải không? Hand test thì nó cũng tương tự, nó cũng là một cái test, một cái kỹ thuật thôi. Đó. Nhưng mà cũng hay sử dụng ở Việt Nam, và nó có siêu hơn một chút là nó cho đồng thời biết kháng vừa vừa về hand test, thì nó giúp phát hiện ra kháng với cái gì nữa ngoài cái rifampicin. Hai thuốc hand test thì nó hiện đại hơn một chút. Thuốc gì? Isoniazid hả? Isoniazid và rifampicin, nó hơn cái gene expert một chút, nhưng mà thường thường thì giá thành của nó khá là đắt, cho nên là họ cũng không có làm. Thêm một cái nữa thì tất nhiên thầy Hùng cũng đã giới thiệu cho các bạn trong cái bài đặc điểm bệnh lao rồi đó, và nhưng hôm nay cô cũng muốn nhấn mạnh tới, đó là vì lại nhắc tới IDE hay là ADA hay là Quartiferon TB, phải không? Thì các bạn thấy cái phương pháp gián tiếp này vì sao cô lại nhắc tới ở trong cái bài hôm nay? Tại vì chút nữa các bạn biết là những cái phương pháp trên thì nó lại dễ dàng áp dụng cho cái thể lao phổi, nhưng ngược lại đối với lại là lao ngoài phổi thì thực ra chút nữa các bạn thấy là rất khó để áp dụng. Chính vì vậy cho nên là cô sẽ giới thiệu một chút về cái phương pháp gián tiếp nữa. Gián tiếp có nghĩa là chúng ta không thể tìm được vi khuẩn, nhưng mà chúng ta dựa vào một số yếu tố khác để giúp cái chẩn đoán là người bệnh, người ta có bệnh lao hay không, để hỗ trợ cái việc chẩn đoán những cái thể lao ngoài phổi. Tại vì thì nãy cô nói rồi, thể lao ngoài phổi thực ra chẩn đoán khó. Các bạn Hùng dạy IDE là gì rồi phải không? Rồi. Dạy chưa? Có rồi. Chút nữa cô sẽ nói, hoặc là những cái bài hôm sau, cái IDE này nó gặp thường xuyên và ngay cả ngoài đời. Khi các bạn đi lâm sàng hay các bạn ra ngoài tốt nghiệp ra trường làm việc thì sẽ có người họ sẽ hỏi bạn, họ không hỏi đi IDE đâu, nhưng mà hỏi thì làm thế nào để họ biết là mình đã bị nhiễm lao, chứ không phải mắc lao đâu nghe, hai khái niệm này hoàn toàn khác. Hoặc họ sẽ hỏi các bạn là làm thế nào để biết con tôi được bảo vệ vaccine, đó, bởi vaccine phòng bệnh lao, họ sẽ hỏi như vậy, đó, thì nó sẽ liên quan tới IDE. Sau này cái bài phòng bệnh lao sẽ nói IDE rất là kỹ, nó liên quan tới cả cái vaccine BCG của trẻ.
Thêm một cái xét nghiệm ADA thì các bạn thấy là cô Thảo cũng đã nói rồi, tại vì nó lại liên quan tới cái bài gì? Bài làm bằng bụng đúng không? Cô Thảo cũng đã giới thiệu rồi. Hay là cái QuantiFERON TB thì hiện nay đây là một cái test mà xác định xem bệnh nhân họ có nhiễm lao hay không. Nhưng mà vì sao nãy giờ cô nói đây là những cái test gián tiếp rồi là nó liên quan tới cái việc nhiễm lao? Đó, thì tại vì nếu như những cái test này ngoài cái việc là cho chúng ta biết bệnh nhân có nhiễm lao thì nó cũng sẽ có góp phần gợi ý cho chúng ta biết được những bệnh nhân có mắc lao hay không. Nó cũng gián tiếp là giúp chúng ta biết gợi ý là bệnh nhân có mắc lao hay không. Thì tất nhiên khi mà những cái phương pháp ở trên chúng ta không 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 sử dụng được hay là chúng ta nó âm tính hết, chẳng hạn như nuôi cấy cũng âm, soi trực tiếp cũng âm, hay là PCR cũng không có không 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 đưa về kết quả trả lời cũng âm, thì chúng ta cũng sẽ phải cần tới các cái phương pháp gián tiếp này để mà hỗ trợ cho bác sĩ có thể chẩn đoán được bệnh nhân này có mắc lao hay không. Cho nên là cũng khá là quan trọng. Rồi đó là cô giới thiệu sơ một số cái phương pháp phát hiện vi khuẩn lao. Thì chúng ta sẽ đi vào bài chính hôm nay, đó là lao màng phổi. Đã có bạn nào học lâm sàng, bài bài giảng lâm sàng thầy Hùng về cái lao màng phổi chứ? Nhóm nào có nhóm nào đi? Hình như có hai nhóm đi lâm sàng rồi. Học lâm sàng rồi chưa ấy? Nếu chúng ta chưa. Vậy thì các bạn thấy là chúng ta đi vào cái bài lao màng phổi này thì chúng ta học cái gì? Cái đầu tiên các bạn nói rằng cái cơ chế sinh bệnh hay là cái sinh bệnh học hay cái giải phụ bệnh nó không quan trọng, không, thực ra nó rất quan trọng, cho nên các bạn mới học y 1, y 2, y 3. Sau đó thì các bạn mới học cái lâm sàng và cận lâm sàng điều trị đó. Thì tất nhiên trong mỗi bài nó đều có cơ chế gây bệnh, nó đều có sinh bệnh học, nó đều có cái giải phụ bệnh. Thì khi các bạn được tiếp cận, được nắm được một các cái này, các cái thể bệnh này tốt thì các bạn sẽ giải thích và sẽ nhớ rất lâu lâm sàng của nó, các cái biểu hiện lâm sàng của cái bệnh này, và đồng thời các bạn dựa trên các cái biểu hiện lâm sàng này chúng ta sẽ điều trị cho bệnh nhân tốt. Đó là một cái cách học. Chứ khi mà cô nhớ là hồi xưa cô học thì cô chẳng thích học về cơ chế bệnh sinh hay là về giải phụ bệnh. Nói chung là không ưa đọc đâu, chỉ ưa xông vào triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng hay chẩn đoán điều trị cho nhanh thôi. Nhưng thực ra khi chúng ta bắt đầu các bạn lên Y4, Y5, các bạn bắt đầu một cái bệnh thì cô nghĩ tốt nhất các bạn nên tập đọc lại cái cơ chế bệnh sinh của nó, cái giải phụ bệnh của nó. Đó. Thì lúc này các bạn thấy nó ứng với các cái triệu chứng lâm sàng rất là rõ, và từ các cái triệu chứng lâm sàng thì các bạn sẽ đưa ra các cái chẩn đoán này. Đó là cái cách học. Thì như ho ra máu chẳng hạn, khi các bạn tiếp cận ho ra máu do bất kể nguyên nhân gì, nếu các bạn tiếp cận được cơ chế bệnh sinh của nó, phải không? Giải thích được rồi, giải phụ bệnh rồi, bất kể các cái đại phần đại cương, thì các bạn sẽ nắm được các cái triệu chứng và các cái cách điều trị của nó như thế nào, các cái triệu chứng, từ đó chúng ta sẽ điều trị triệu chứng, điều trị nguyên nhân hay là điều trị hỗ trợ, tất tần tật nó sẽ dựa trên cái phần cơ bản ban đầu mà các bạn thường mình thấy là thường bỏ qua lắm. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào một chút về cái giải phụ bệnh, cái giải phẫu của cái khoang màng phổi, và chúng ta sẽ quay lại vì sao mà vi khuẩn lao vào được trong khoang màng phổi này để mà gây tổn thương, phải không? Thì bình thường các bạn thấy lá thành, lá tạng thì bao lấy
nhu mô phổi. Đã thành thì bao lấy xương sườn, vậy thì nó sẽ có một cái khoang mà các bạn thấy các trong các cái bệnh tràn dịch màng phổi do nhiều nguyên nhân thì các bạn cũng đã học từ nội, đó là cái tràn dịch màng phổi do vi khuẩn thường đó. Rồi sau này các bạn sẽ học trong ung bướu chẳng hạn, tràn dịch màng phổi do ung thư đó. Thì các bạn đã làm quen rồi và đã biết đây là một cái khoang ảo. Bình thường thì có dịch không ta? Có lượng dịch cũng ít ít ha, nhiều. Nó có mục đích chi ta? Giúp cho lá thành lá tạng trượt lên nhau, rồi là nâng cái cơ hoành lên, giúp cho cái sự hô hấp nó dễ dàng, phải không? Cái gì trong cơ thể chúng ta nó cũng có một cái chức năng của nó. Thì khi mà tổn thương một chỗ thì cả toàn hệ thống sẽ bị ảnh hưởng, phải không? Vậy thì các bạn thấy bình thường các cái mao mạch từ các lá thành nó sẽ tái hấp thu tiết dịch và tái hấp thu liên tục, làm cái hệ thống dịch này nó cũng thay đổi liên tục đó. Và các bạn phải nhớ là lá thành là nơi chứa hệ mao mạch cũng như là các cái dây thần kinh cảm giác, chứ không phải là lá tạng đâu nghe. Lá thành đó là nơi mà xuất phát, ví dụ như chúng ta họ đau ngực hay gì đó thì nó cũng sẽ kích thích vào từ lá thành, còn lá tạng nó không có nhiệm vụ đó đó. Vậy thì hệ thống này nó diễn ra bình thường, vậy vào một cái ngày đẹp trời vi khuẩn lao vào gây tổn thương thì nó vào bằng con đường nào? Bạn nào mở mic nói cho nhanh, vi khuẩn lao vào trong cái màng phổi bằng con đường nào ạ? Bạn Ly nói là bạch huyết, bạch huyết. Đi cô gọi đi. Còn con đường nào nữa không? Bạch huyết thôi à? Bạn Hiếu, Lê Minh Hiếu bật lên đi. Cái Dạ em chào cô ạ. À, rồi vậy thì em nói là đường kế cận và các bạn cô nói đúng không? Hiếu có trả lời được không hay là phải tắt mic? Nói khi mà các bạn học lâm sàng, các bạn học online thì đúng là rất là tội, xung quanh rất là ồn hả. Cái việc mà tập trung học nó là một cái điều mà khá là khó khăn. Chúng ta ta chịu khó. Rồi cho bạn Hiếu tắt mic đó. Bạn Hiệp. Bạn Hiệp. Hello của em ạ, hello cô ạ. Rồi ok. Bạn trả lời là đường máu, đường hô hấp. Hô hấp là đường gì? Hô hấp. Cô là đường hô hấp là vi khuẩn vào vi khuẩn theo đường hô hấp vào đến phế nang ạ, gây ra viêm phổi sau đó là gây biến chứng lao màng phổi nữa. Dạ, em biết ạ. Đường vậy đường kế cận. Dạ đường kế cận là khi mà vi khuẩn vào đến phổi gây gây ra tạo ra một hang lao, sau đó hang lao đó vỡ, mà hang lao đó thì là cạnh màng phổi sẽ lan tràn sang bên màng phổi gây ra lao màng phổi luôn. Rồi. Cảm ơn em. Dạ. Vậy thì các bạn đa số đã nắm được đó là thường thì có sẽ có hai con đường. Đó là con đường mà vi khuẩn nó có thể vào trong cái khoang màng phổi gây bệnh, đó là con đường máu và huyết. Và cái con đường thứ hai đó là gọi là con đường kế cận. Thì con đường kế cận ở đây có nghĩa là khi mà vi khuẩn vào trong cái màng, trong cái tổn thương phế nang, gọi là vào nhu mô phổi gây tổn thương phế nang, nếu có những cái ổ tổn thương nó nằm rất là sát với lại là cái lá tạng á, thì khi mà gia tăng áp lực lồng ngực bởi một nguyên nhân nào đó thì có thể gây vỡ các phế nang, và có khi là cái tổn thương viêm đó làm cho cái lá tạng rất là mong mong manh, phải không? Gây vỡ luôn cả cái lá tạng, rách cái lá tạng. Thì lúc này chúng ta gọi là con đường kế cận, có nghĩa là bệnh nhân sẽ khoang màng phổi sẽ bị
xâm nhập bởi vi khuẩn lao từ trong nhu mô phổi. Đây là con đường kế cận. Vậy thì thường thường trường hợp này nó kèm theo cái gì nữa các bạn biết không? Sẽ có mủ, rồi là vào trong khoang màng phổi thì thường nó sẽ kèm theo mủ hoặc gọi là dịch, chất bã đậu rồi vậy á, nó sẽ đi vào trong khoang màng phổi, nó đưa đi vi khuẩn vào luôn, và đồng thời nó gây nên một cái hiện tượng gì nữa? À, tràn dịch rồi, gì nữa? Cái tràn dịch, và nó sẽ kèm theo tràn khí, tại vì các cái phế nang nó bị vỡ mà, tràn dịch, tràn khí màng phổi, trường hợp này thường đa số rất là nặng. Đó là con đường kế cận, nó đơn giản hơn. Đó. Vậy thì khi mà các bạn cái này thì các bạn sẽ dễ hiểu. Khi chúng ta chụp một cái phim, thấy có tổn thương, rồi thấy có dịch, rồi có khi cả tràn khí nữa, vậy các bạn sẽ chẩn đoán là theo dõi một trường hợp lao phổi, tổn thương ở nhu mô rồi mà, tổn thương lao phổi, biến chứng lao màng phổi, hoặc là các bạn sẽ chẩn đoán là một trường hợp viêm phổi, viêm màng phổi nữa, nếu chúng ta chưa biết đó là do con lao hay là con vi khuẩn gì, phải không? Dễ. Nhưng mà có trường hợp khi mà các bạn chụp phim lên, thấy có hiện tượng là tràn dịch màng phổi, thấy có tổn thương dạng như là tràn dịch màng phổi vậy khi mô tả, thì tuy nhiên nhìn trong cái nhu mô phổi trên phim, các bạn không hề thấy tổn thương, không có tổn thương. Vậy thì chúng ta cũng không nói được đây là lao phổi, lao màng phổi được, hoặc là viêm phổi, viêm màng phổi được, mà chúng ta chỉ nói là đây là một cái viêm phổi hoặc là lao màng phổi thôi. Vậy thì nó sẽ đi theo một con đường khác, chứ không phải là con đường tiếp cận này. Chúng ta sẽ, và trường hợp này cũng gặp rất là nhiều trên lâm sàng, như cô nói từ đầu, đó là lao màng phổi thể đơn thuần. Vậy thì vi khuẩn lao sẽ đi vào theo đường máu. Trên lâm sàng thực ra thì chúng ta cũng không biết là vi khuẩn nó theo đường nào đâu, là hay là có nhiều hồi chúng ta không biết được đó. Nhưng mà người ta nhận thấy rằng có thể vi khuẩn lao là khi xâm nhập vào trong nhu mô phổi thì có một số con nó tới nhu mô phổi, một số con nó sẽ đi vô trong máu và hệ thống bạch huyết, đi tới bất kỳ cơ quan nào mà nó thích, tại nó sẽ kích thích phản ứng để mà tạo gây tổn thương cho cái cơ quan đó. Thì thường lao màng phổi là một cái thể mà hay gặp nhất trên lâm sàng, tại vì nó rất là gần cái hệ thống ống ngực, nó rất, các bạn thấy hạt bạch huyết nó phong phú và nó rất là gần với lại là cái nhu mô phổi, đây là cơ quan đạn nó tới đầu tiên á, tới đầu tiên ngoài phổi đó, nó gây nên tổn thương. Vậy thì người ta nhận thấy rằng là vi khuẩn lao có thể vào theo đường máu và bạch huyết. Ngoài ra thì cũng có thể là những cái ổ, những cái u lao cũ nó nằm đâu sẵn ở trong cái màng phổi từ cái thời lao sơ nhiễm á, mà nó không gây bệnh, thì dưới một cái tác động ví dụ như chấn thương, các bạn thấy trong sách người ta mô tả là có thể khi mà bị chấn thương hoặc là khi bị cảm lạnh hay về một tác động nào đó, hoặc là sức đề kháng của cơ thể giảm, thì ngay những cái tổn, cái u nang lao nó nằm rải rác trong cái màng phổi này từ cái thời xa xưa, nó cũng đã, nó sẽ vỡ và nó sẽ kích hoạt một cái phản ứng viêm. Cho nên là nhiều hồi chúng ta cũng không biết vi khuẩn đi vào bằng con đường nào, nhưng mà chúng ta phải biết để chẩn đoán, để điều trị. Có khi là ở trong cái lá thành và lá tạng này nó có những cái u hạt nó nằm đó, nhưng mà một số con vi khuẩn vào đi theo đường máu rất là ít, tại vì thực ra đây là môi trường nó không có thuận lợi đâu các bạn, thì nó sẽ kích thích cái hệ thống này, làm cho quá trình viêm bắt đầu xảy ra, mà nó lại không hề tổn thương ở nhu mô phổi hay là một cái cơ quan nào trong cơ thể, mà chỉ là lao màng phổi đơn thuần. Đó là cái cơ chế mà vi khuẩn tiếp cận với lại là màng phổi. Đó. Thì khi vào trong khoang màng phổi, nó sẽ diễn ra một cái cơ chế gì mà nó làm cho xuất hiện dịch? Thì các bạn đọc trong sách, từ khi nào các bạn có sách thì các bạn đọc lại mà mình giới thiệu sơ qua, đó là khi vào trong khoang màng phổi rồi thì không phải là trong nhu mô thì nó rất nhiều vi tổn thương, chúng ta có thể tìm được
vi khuẩn ở trong các cái tổn thương này dễ dàng tổn thương viêm do vi khuẩn nó rõ. Nhưng ngược lại trong khoang màng phổi hay trong khoang màng bụng thì đầu tiên nó sẽ xảy ra một phản ứng viêm mà người ta nói là phản ứng viêm đặc hiệu do vi khuẩn làm. Có nghĩa là nó sẽ làm cho các cái tế bào trung biểu mô bắt đầu kích hoạt tổn thương mà kích hoạt đó, rồi là nó sẽ thâu tóm không được thì nó sẽ kích hoạt cái hệ thống và các bắt đầu là các lympho tế bào lympho này cũng được đưa ra trình diện tham gia vào quá trình viêm này, tiết ra các cytokine, các cái interferon đó, làm cho quá trình viêm xảy ra. Sau khi quá trình viêm xảy ra thì nó làm tăng tính thấm mau mạch, tăng tính thấm mau mạch làm tiết dịch ngày càng nhiều. Đồng thời là nó cái hệ cái tương tác với protein fibrinogen thì làm cho cái hệ thống này quá trình viêm này xảy ra rất là rầm rộ. Và đồng thời là nó có thể quá trình viêm này làm gây tắc các cái bạch mạch, các cái hệ thống bạch mạch thì làm cho cái quá trình hấp thu nó lại là giảm. Chính vì vậy cho nên tăng tiết thì nhiều mà hấp thu thì lại là không được, bắt đầu dịch nó sẽ tăng dần tới một cái mức độ nào đó bệnh nhân họ không chịu được nữa, cơ thể sẽ phản ứng và nó sẽ xảy ra một cái tình trạng biểu hiện lâm sàng và họ tới bệnh viện. Đó là một cái cơ chế bệnh sinh mà thường xảy ra trong cái lao màng phổi cũng như lao màng bụng mà các bạn thường hay gặp. Thực ra nếu như trong lao màng phổi đơn thuần thì cái tổn thương nhu mô là không có, mà nó bị xẹp cơ học mà thôi, do dịch nó chèn ép làm bệnh nhân có vẻ cảm như khó thở. Vậy thì thường thì trong lao nam, trong các cái thể lao thì thường thường nam là gặp nhiều hơn nữ, nhưng có một cái thể lao thì nữ gặp nhiều hơn nam. Vậy thì các bạn phải biết đó là thể gì, đồng ý không? Rồi về tìm hiểu cho cô là vị thể nào, hình như là chắc là thế nào cũng có thầy cô giới thiệu rồi, thì Hùng hoặc cô Thảo giới thiệu rồi. Thường à không, lao sinh dục hả? Cũng hẳn. Lao hạch cũng không. Thường bằng bạn nghe ai nói lao bằng bụng rồi, cô Thảo rồi phải không? Rồi vậy thì ok, vậy thì chúng ta sẽ nói tiếp, đó là cái giải phẫu bệnh cô nói nó liên quan, thì nó liên quan tới cái lâm sàng. Khi chúng ta hiểu được giải phẫu bệnh hay là nói về cơ chế bệnh sinh là ở chỗ đó, thì các bạn thấy trong giai đoạn sớm viêm xảy ra trên lâm sàng nó cũng sẽ tương ứng. Các bạn hình dung tự nhiên tạng nó, hoặc là chúng ta bị tổn thương, bị gì hết, bị viêm một chỗ nào đó thì các bạn thấy chỗ nó sưng nóng đỏ đau lên phải không? Thì ở trong khoang màng phổi nó cũng vậy, giai đoạn bắt đầu phản ứng viêm xảy ra thì lá thành lá tạng nó cũng sẽ sưng lên, nó cũng sẽ xảy ra một phản ứng viêm đỏ rất là rầm rộ hả. Thì lúc này bệnh nhân có đau không hề? Biểu hiện trên lâm sàng bệnh nhân đau không? Đau. Phải nói là quá trình viêm xảy ra là bệnh nhân sẽ đau. Ngay cả viêm màng bụng cũng vậy thôi, lao màng, trong lao màng bụng bệnh nhân sẽ rất là đau. Quá trình viêm này xảy ra trong một cái thời gian không dài, ngắn tùy theo cơ địa, nhưng mà nó sẽ ngắn. Và giai đoạn này tự nhiên bệnh nhân thấy đau nhói, đau vùng ngực 1-2 ngày, 3 ngày gì đó. Nhưng mà khi quá quá trình viêm này nó vẫn diễn, nhưng mà dịch nó bắt đầu hình thành đó, các cái lớp thanh tơ huyết hay là dịch, trong dịch đó, nó sẽ hình thành thì quá trình viêm sẽ bắt đầu giảm đi một cấp độ. Thì lúc này bệnh nhân họ sẽ thấy không có đau nữa đâu, họ sẽ quên, chút nữa giải thích được cái giai đoạn này là giai đoạn gì đó. Sau đó sau một thời gian mà bệnh nhân cũng hề phát hiện ra mình là bị tràn dịch một cái ngưỡng nào đó, mà bệnh nhân thấy là tự nhiên là dịch cảm thấy hơi khó thở, đau ngực bắt đầu xuất hiện trở lại và nhiều hơn,
không? Đau khi người ta ho rồi vậy thì người ta mới bắt đầu đi khám lúc này, hoặc là do một cái phản ứng của cơ thể khi mà vừa dịch vừa viêm, vừa dịch xuất hiện nhiều và vừa viêm như vậy thì bệnh nhân họ thể sẽ sốt, sốt cao thì lúc này họ mới tới bệnh viện, không? Có một số người họ cũng có triệu chứng rõ ràng luôn, họ cứ để như vậy và sau một thời gian người ta đi chụp phim thì thấy tự nhiên bác sĩ họ phát hiện là có tổn thương xơ, nó co kéo dày dính với màng phổi, thì người ta mới biết là có thể bệnh nhân này trước đây họ đã bị là có dịch ở trong khoang màng phổi và đây là giai đoạn sau rồi, nó đã dày dính màng phổi rồi, đó. Thì trong lao màng phổi nếu chúng ta không điều trị thì nó sẽ dẫn tới dày dính như vậy, và trong giai đoạn muộn thì các cái chất mà cô kể hồi nãy, ví dụ như các cái chất gây viêm á, hoặc là trong quá trình sẵn quá trình viêm xảy ra thì nó sẽ sản xuất ra rất nhiều protein fibrinogen, những cái này nó sẽ làm cho là dịch nó bắt đầu xịt lại và cuối cùng nó sẽ dẫn tới xơ. Thì các bạn nào ở vùng ở quê á, nhà có trồng mướp, sau một thời gian là trồng mướp thế nào cũng để lại một cái quả để mà làm giống để làm giống, thì các bạn cứ tưởng tượng nó xơ như vậy, làm giống khi chúng ta cắt ra, chúng ta thổ ra thì hạt ra hết, còn lại là cái từng hốc xơ thôi. Thì khi mà các bạn hình dung được lá thành và lá tạng nó cũng sẽ bị dày dính, rồi là bị từng ổ dịch, nếu chúng ta không điều trị cho bệnh nhân thì nó như là cái xơ mướp vậy, gọi là cái giai đoạn xơ diễn ra. Vậy sẽ có 3 giai đoạn ở trong cái viêm màng phổi do vi khuẩn lao, đó là giai đoạn màng phổi bị viêm, giai đoạn tiết dịch và giai đoạn xơ. Nếu chúng ta phát hiện sớm, điều trị sớm cho bệnh nhân thì cái quá trình xơ này nó sẽ không diễn ra và chúng ta đã điều trị thành công. Còn nếu như mà muộn mà dày dính mà lượng nhiều thì chúng ta phải can thiệp rất là vất vả. Đó là cái quá trình diễn ra của một cái sinh bệnh học của bệnh lao. Các bạn nắm được sau này là các bạn sẽ ứng dụng để điều trị rất là dễ. Vậy thì như cô nói, bây giờ các bạn đã hiểu được phần nào về cái cơ chế bệnh sinh, chúng ta sẽ ứng dụng vào trong lâm sàng. Đầu tiên là họ nói rằng đây là một cái bệnh, so với lao là một bệnh mãn tính, thì lao phổi chúng ta học rồi, lao là một cái bệnh mãn tính, nhưng mà trong trường hợp này nó có thể là khởi phát một cách bán cấp 70%, thỉnh thoảng có một số ca là cấp tính. Tuy là cấp tính vậy nhưng mà thường thường thì là bán cấp, tại vì các mai mốt các bạn học cái bài lao bằng não đó, còn cấp tính hơn. Thì vì sao mà thường bệnh nhân có một cái biểu hiện cấp tính hay là bán cấp? Thì các bạn sẽ quay lại là như cô nói hồi nãy, tới một giai đoạn nào đó cơ thể nó sẽ phản ứng, bệnh nhân họ thể sốt cao, đau ngực, ho khan thì họ vào viện, thì chúng sốt nữa, sốt cao 39 độ thì họ sẽ vào viện. Thì chính vì vậy cho nên thì họ mới gọi là dịch tễ, thì họ mới thấy đây là một cái đáng quá, bệnh nhân vào viện đáng cấp hoặc là cấp tính. Tuy nhiên thì các bạn phải hỏi cái gì nữa để chúng ta xem xét là bệnh nhân này có thể là bị lao màng phổi, thì chúng ta sẽ quay lại là sẽ có những cái hội chứng gì xảy ra, sẽ có những cái hội chứng gì trên bệnh nhân này. Tất nhiên là các cái triệu chứng thì chúng ta quy về hội chứng học cho dễ. Vậy thì các bạn sẽ trả lời thấy trên slide nó có rồi, hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc lao, phải không? Vậy thì bạn An cho cô hỏi là hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc lao là gồm những cái dấu chứng gì? Bạn An đâu? Không tham gia, không mở mic được à? Châu Thị An. Dạ thưa cô.
Có em ạ. À rồi. Vậy thì bạn nghe câu hỏi không? Hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc lao thì có những cái dấu chứng gì? Nhà bạn này cũng tương đối ồn ấy. Nghe cốc cốc cốc. Đinh Lê Đức có không? Đi đâu rồi ạ? Nguyễn Thành Đô. Dạ, em thưa cô là hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc lao là gồm các triệu là bệnh nhân sốt nhẹ kéo dài thường khởi phát vào lúc chiều tối. Thứ hai là bệnh nhân chán ăn kéo dài, sụt cân. Ngoài ra còn có các triệu chứng khác như là bệnh nhân mệt mỏi, ra mồ hôi hay là bệnh nhân nữ là có tình trạng rối loạn kinh nguyệt ạ. Đúng rồi. À. Vậy thì đó là một số cái hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc lao phải không? Nhưng mà thường thường lỡ đâu cái hội chứng này nó có cái tên là hội chứng gì nữa ta? Các bạn biết không? Lỡ các bạn đi các cái môn khác ví dụ như nội chẳng hạn, thì cô ở bên nội hỏi làm gì có cái hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc lao? Có. Tại vì các bạn đang đi phân môn lao thì thầy cô dạy là hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc lao. Vậy thì theo các bạn hội chứng này nó còn có tên gì nữa? À đúng rồi, hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc mãn tính phải không? Thì thông thường do đây là một cái bệnh mãn tính mà, cho nên là các bạn có thể dùng cái từ là hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc mãn tính nghe. Vậy thì từ đầu vì rằng các bạn nói là đây là một cái, cô nói là đây là một cái tình trạng là khởi phát bán cấp hoặc là cấp tính mà đang có hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc. Vậy thì các bạn chú ý một chút là khi mà chúng ta khai thác bệnh sử, các bạn chú ý khai thác những triệu chứng của hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc mạng có trên bệnh nhân này hay không. Tại vì các bạn biết sao, giai đoạn khởi phát là nó có thể xảy ra trước đó 1 tuần, 2 tuần hay là cả tháng rồi. Với cái triệu chứng như cô nói hồi nãy, bệnh nhân có thể là đau ngực thôi. Chỉ có một triệu chứng đau, đau tức ngực trong khoảng 1 đến 2 ngày, sau đó bệnh nhân quên mất. Đó. Nhưng mà nó sẽ âm thầm diễn ra. Và tất nhiên trên lâm sàng bệnh nhân cũng có thể cảm giác hơi ớn lạnh, vã mồ hôi vào buổi chiều tối. Có thể bệnh nhân không biết không mình sốt đâu, nhưng mà ăn cơm tối xong rồi tự nhiên mình thấy bệnh nhân cứ thấy mình vã mồ hôi, tại vì có thể sốt nhẹ mà sau đó nó tự nó vã mồ hôi đỡ hả. Vậy đó là có một khoảng thời gian là nó đã có cái hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc mãn tính này xảy ra rồi. Đến một cái giai đoạn thì nó mới dịch hình thành nhiều thì bệnh nhân họ mới phát hiện và vào viện thôi. Đó. Cho nên các bạn cố gắng là nắm cái dấu hiệu này và các bạn khai thác khi mà các bạn đi lâm sàng. Rồi. Các cái triệu chứng của một cái hội chứng khác mà các bạn sẽ gặp trong cái bệnh cảnh của lao màng phổi, đó là cái hội chứng tràn dịch màng phổi. Vậy thì khi mà các bạn đi lâm sàng, cố gắng mình nằm lầu, nằm trong đầu luôn. Đó là khi nào mà tập hợp hội chứng thì các bạn sẽ bắt đầu từ triệu chứng cơ năng thực thể, triệu chứng cơ năng đến thực thể và sau đó đến các cái xét nghiệm cận lâm sàng để quy thành một cái hội chứng thì các bạn không bao giờ sót. Không, các bạn tìm coi thử họ có những cái triệu chứng cơ năng gì. Có thể là mình học lý thuyết là một đường nhưng có thể bệnh nhân họ không đủ, nhưng mà cố gắng là thuộc. Hả? Thuộc để mà chúng ta có thể tìm hoặc là chúng ta khai thác cái yếu tố bệnh sử giúp chúng ta chẩn đoán bệnh phải không? Thì ví dụ như cô nói, ví dụ như trong cái hội chứng tràn dịch màng phổi các bạn sẽ thấy cơ năng là gì? Triệu chứng là cơ năng là gì các bạn? Tuyết, Nguyễn Thị Ánh Tuyết.
Rồi, cô thấy trên trên màn hình triệu chứng cơ năng là gì? Trong này nó có mấy triệu chứng cơ năng? Đúng rồi. Vậy có thể là có ba cái triệu chứng cơ năng chẳng hạn trong cái hội chứng này. Đó là ho, ho khan. Ho khi thay đổi tư thế, phải không? Do kích thích của cái dịch vào trong cái thường là lá thành. Bệnh nhân cảm giác ho, ho khan. Khi nào thì ho có đàm mẹ? Lỡ đâu tự nhiên nói cô nói chẩn đoán là lao lao màng phổi là ho khan. Mà bệnh nhân này còn bệnh nhân có mình khi mình đi khai thác bệnh nhân nói tuy ho khan cũng có mà có khi ho có đàm nữa. Ho có đàm nữa. Kêu răng mà nó là lạ thì lúc này chúng ta sẽ gợi mở ra một cái ý khác là khi có thể có một cái không phải là phổi phối hợp đâu mà có thể có một cái tổn thương phối hợp khác từ cái nhu mô phổi đó, cũng có thể là lao cũng có thể là viêm phổi kèm theo đó, chúng ta chưa xác định được. Nhưng mà trong trường hợp này là khi mà ho có đàm thì tổn thương có thể là từ từ nhu mô phổi. Vậy thì các bạn sẽ có một cái ý tưởng nữa là có thể làm một số xét nghiệm gì đó để mà giúp chẩn đoán, phải không? Có thể ho có đàm mà đàm chia thành bốn lớp đồ vậy, ở nhiều người bệnh nhân họ kèm theo cái hen phế quản đồ này nọ đó, chứ không phải là lao phổi, vậy thì sẽ có tổn thương ở nhu mô nữa. Bạn để ý để chúng ta gọi là không có sót bệnh, nhớ chưa? Chứ không phải học là cứ ho khan, ho ho khan là cứ chầm hầm vô ho khan mà tự nhiên ho có đàm thì chúng ta lại để lơ mất một cái dấu chứng rất là quan trọng. Chúng ta sẽ làm xét nghiệm chậm một vài hôm nếu chúng ta khai thác mà thấy chúng ta nhạy cảm, chúng ta biết được là bệnh nhân có thể ho có đàm có thể là một cái viêm phổi kèm theo mà viêm phổi này chưa biết là do loại gì. Mà nếu như chúng ta làm nuôi cấy đàm hoặc để xác định vi khuẩn thường hoặc là chúng ta làm ASP để tìm cái trực khuẩn lao chẳng hạn thì nó sẽ nếu như mà ra ASP dương mà có kèm theo tổn thương ở nhu ở ở màng phổi nữa thì chúng ta dễ dàng chẩn đoán hơn một chút, có nghĩa có thể là lao phổi biến chứng lao màng phổi, hiểu ý cô nói không? Hoặc là có thể là nếu không phải lao thì cũng là viêm phổi biến chứng viêm màng phổi do virus hoặc là do vi khuẩn hoặc là do vi khuẩn thường và do ung thư, là một cái ung thư phổi di căn màng phổi chẳng hạn, nó có bụi nhiễm cho nên là ho nhiều. Đó là một trong những cái mà các bạn chú ý khi mà đi lâm sàng, đó là dấu hiệu ho. Bị đau ngực, đau ngực thì các bạn sẽ khai thác cái triệu chứng đau ngực. Thường thường trong lao thì cái đau ngực nó ở mức độ cho phép bệnh nhân có thể chịu đựng được, nhưng mà có một số bệnh thì đau ngực rất là dữ dội đó. Khó thở thì thường trong lao màng phổi thì thường khó thở cả hai thì luôn. Xong chúng ta khai thác xong cái cơ năng thì bây giờ chúng ta sẽ đưa tới cái hội chứng ba thực thể là hội chứng ba giảm chẳng hạn, không thuộc hết rồi. Hội chứng ba giảm là gì? A bờ cờ gì đó. Vậy thì khi mà các bạn đi lâm sàng bạn cũng không có nhiều thời gian đâu, cho nên là chúng ta phải làm bệnh án liền. Vậy thì trong cái hội chứng tràn dịch màng phổi này các bạn đã tìm ra cơ năng và thực thể thì các bạn cũng phải tìm tìm cái gì nữa cô mới nói hồi nãy, các cái xét nghiệm liên quan tới cái hội chứng tràn dịch màng phổi này đó, để mà chúng ta quy về hội chứng. Rồi đó là về cái lâm sàng. Vậy thì sau khi mà các bạn thấy khai thác bệnh nhân có các cái triệu chứng ba dạ các cái triệu chứng về cơ năng ho khan đau ngực khó thở cộng với lại là hội chứng ba giảm thì các bạn cần làm cái xét nghiệm gì đâu tay? Thì làm xét nghiệm gì? Trừ ra trường mới về. Rồi, đúng là mới về thì mông lung, không? Nhưng mà các bạn đã được trang bị
rất là kỹ rồi thì chúng ta đi chụp một cái X-quang, đúng, chính xác, chụp X-quang. Hay là nếu như chúng thường các bạn ở tuyến trên mà có những cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh gọi là đa dạng thì các bạn có thể siêu âm ngực, chụp CT scan ngực chẳng hạn, không? Nhưng mà trước tiên chúng ta cũng phải có một cái X-quang phổi. Tiếp theo là gì ta? Sau khi có X-quang phổi rồi, giả sử như có hình ảnh tràng dịch thì các bạn sẽ tiếp tục làm gì? Chúng ta chọc dịch và xét nghiệm, không? Tất nhiên là chọc dịch thì nhằm mục đích gì? Xét nghiệm thể ra như thế nào chúng ta sẽ nói tiếp, phải không? Đó là hai cái xét nghiệm cơ bản. Còn tiếp theo thì chúng ta có thể làm một, nếu như chúng ta không có dựa vào hai cái này, chúng ta không có xác định được hoặc là chưa chẩn đoán ra thì chúng ta bắt đầu tiến hành một số cái xét nghiệm cao cấp hơn, ví dụ như sinh thiết hay là có một số xét nghiệm hỗ trợ như cô nói hồi nãy, AFP đàm, rồi là những cái xét nghiệm IDE để mà gợi ý chẩn đoán trong các cái thể lao mà chúng ta rất khó để tìm ra nguyên nhân gây bệnh đó. Và thường thì VSS hay công thức máu nó giúp không nhiều đâu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói tới cái X-quang phổi đó. Đây là một cái hình ảnh mà tràng dịch màng phổi mức độ khoảng độ vừa, thì trên này nó có một cái đường cong damascene do một nhà khoa học tên là damascene tìm ra và đặt tên cho ông luôn, đó là đường cong damascene. Đường cong này thì nguyên lý của nó có thể là một cái áp lực âm ở trong khoang màng phổi làm cho cái tổn thương thấy giống như là có một cái đường tam giác mà đáy ở dưới, đáy ở dưới. Theo các bạn thì đường cong damascene này thường thấy khi nào? Nó cũng có điều kiện cho con, có một số bệnh nhân không có cái đường cong damascene này. À đúng, tràng dịch mức độ trung bình thì mới xuất hiện, còn mức độ ít hoặc mức độ nhiều thì chúng ta sẽ không thấy. Đó, còn gì nữa không? Còn gì nữa không em? À? Không có vách hóa, không có vách hóa thì chứng tỏ đây là bệnh nhân phải đến khá khá sớm, dịch nó không bị sơ, không bị bắt đầu có những cái ổ vách ngăn do tổn thương sơ gây ra, phải không? Chính xác. À, không có kèm theo tràn khí màng phổi, đúng, có thể là có một số trường hợp là khi mà giảng trên lâm sàng thầy cô nói là không có tràn khí màng phổi kèm theo, nó sẽ có một cái nguyên nhân vì sao mà không có tràn khí màng phổi kèm theo. Khi có tràn khí thì nó là một cái đường nằm ngang giống như cái mức hơi dịch, phải không, thì nó là đường nằm ngang. Thì các bạn sẽ, cái điều này nó giải thích rất nhiều yếu tố, có nghĩa là gì hè, hồi nãy cô nói nhấn mạnh tới nó liên quan tới cái áp lực âm ở trong khoang màng phổi. Hả? Vậy thì khi chưa có sự thông thương, đây là một cái khoang kín, phải không? Khi nó không có thông thương với môi trường bên ngoài, có thể môi trường không khí bên ngoài hoặc là môi trường nhu mô phổi chẳng hạn, hả? Thì nó không có rách cái lá tạng hoặc nó cũng không có rách cái lá thành đi. Nó thông thương với một nơi nào đó, đây là một mà nó vẫn còn cái khoang kín thì tất nhiên nó mới tạo ra đường cong damascene này, cho nên bạn Trang mới giải thích đó là nó không có kèm theo tràn khí màng phổi, đúng không? Hoặc là chúng ta chưa hề chọc dịch, chưa hề dẫn lưu màng phổi thì nó sẽ có cái đường cong này. Đó. Vậy là chúng ta thấy nó có một số cái điều kiện để xuất hiện cái đường cong damascene này, có nghĩa là cái chưa có sự thông thương với môi trường bên ngoài này, nó phải là mức độ tràn dịch tự do và mức độ vừa, rồi là bệnh nhân phải đến sớm nữa mới thấy đường cong này. Vậy thì khi mà tràn trên X quang thì chúng ta sẽ không có khẳng định đây là tràn dịch màng phổi đâu các bạn. Nếu như mà chúng ta nói tràn dịch màng phổi thì đó là chủ quan của chúng ta thôi. Chúng ta phải mô tả thì các bạn phải thuộc được là cái cách mô tả, ví dụ như là đây là một cái mờ đầm đều,
Còn nếu như là các bạn mô tả là một cái đám mơ đậm nhạt không đều thì tất nhiên không ai là cô sẽ biết nên có thể tổn thương trong nhu mô chứ không phải là một cái tổn thương gây nên bởi một cái tràng dịch. Đó là một cái đám mơ đậm đều. Và bờ dưới thì nó sẽ như thế nào? Bờ trên nó như thế nào? Một đường nằm ngang hay là đường cong Namazo? Đó. Rồi là các cái khoảng gian sườn nó như thế nào? Rồi là trung thất bóng tim bị đẩy hay là bị kéo? Đó, bị đẩy về bên đối diện hay là bị kéo về bên phía cái đám mơ đậm đều này, tại vì mỗi cái nó đều có một cái chúng ta sẽ phải dựa vào đó một cái quy luật riêng. Còn ví dụ như đẩy thì chúng ta nghĩ tới dịch nhiều, nếu như kéo thì chúng ta nghĩ tới một cái xơ nhiều hơn, một cái xẹp phổi nhiều hơn. Đó thì các bạn phải biết mô tả và ghi lại, là các bạn phải kết luận đây là một cái hình ảnh nghi tràng dịch màng phổi, nghi tràng dịch màng phổi chứ không ai nói đây là dịch màng phổi hết. Vì sao? Nếu như vậy thì chúng ta chẳng cần tới chọc giò, chọc dịch làm gì nữa. Đó. Và ở trên lâm sàng thì tất nhiên các cái bác sĩ lâm sàng họ cũng rất quan tâm tới cái việc là đây là tràng dịch mức độ nào. Ví dụ như cái sau này các bạn nào đi đi về chẩn đoán hình ảnh thì các bạn chẳng quan tâm đâu, và các nhà chẩn đoán hình ảnh thì họ nói đọc là mức độ ít, mức độ trung bình, mức độ nhiều vậy, nhưng mà họ sẽ không thấy cái tầm quan trọng của cái mức độ này. Tuy nhiên các cái bác sĩ lâm sàng ví dụ như cô thầy Hùng, cô Thảo chẳng hạn thì cũng rất là quan tâm, tại vì là dựa vào cái mức độ này thì cho phép là cô sẽ tiên lượng điều trị hay là sẽ định hướng được mình sẽ chọc dịch như thế nào cho bệnh nhân. Đó. Vậy thì ví dụ như tràng dịch mức độ ít thì các nhà khoa học hồi cứu họ thấy rằng là khi mà họ bơm một lượng dịch khoảng cỡ dưới 500 ml vào trong khoang màng phổi thì người ta thấy là chỉ tù gốc sườn hoành thôi. Tù gốc sườn hoành thôi thì họ chẩn đoán đây là mức độ. Ngược lại, khi mà cái lượng dịch khoảng cỡ bơm vào khoảng dưới 2.000 ml thì là cho đây là mức độ vừa hay gọi là mức độ trung bình, và trên 2.000 ml, có nghĩa trên 2 lít thì họ chẩn đoán là mức độ nhiều. Và dựa vào những cái mức độ này thì cô sẽ có một cái dự đoán hay là cô sẽ tiên lượng là mình sẽ phải chọc dịch như thế nào cho bệnh nhân. Ví dụ như mức độ vừa thì cô nói cô sẽ chọc, nếu mà thuận tiện thì cô sẽ chọc một lần, sau đó cô sẽ kiểm tra lại, nếu như còn thì cô sẽ chọc tiếp, còn không thì nếu với điều trị kháng lao nữa, có nghĩa điều trị cái nguyên nhân thì dịch nó sẽ ổn định, cô không cần chọc lại nữa. Không, tại vì cái việc chọc dịch nó cũng có nhiều tai biến xảy ra, cho nên chứ không phải là cứ thích là chọc đâu. Đó. Vậy thì và cái lượng dịch trong cái lần lấy đó cô sẽ ước lượng, ví dụ như thôi cô lấy khoảng cỡ 800 ml cho an toàn, hoặc là cô lấy 1.000 thì nó sẽ dễ cho cái việc tái hấp thu của bệnh nhân, còn một ít thì nó sẽ tái hấp thu dễ dàng hơn. Đó. Các nhà lâm sàng họ rất là quan tâm. Ví dụ như tràng dịch mức độ ít này thì cô sẽ chọc một lần và cố gắng chọc để lấy đủ lượng dịch để mà gì? Vừa xét nghiệm. Đó. Và có thể giúp hút bớt một phần, cỡ khoảng 300 đến 300 ml là may mắn lắm rồi để hút ra cho bệnh nhân. Đó. Nhưng trong cái tràng dịch mức độ nhiều thì có thể phải 2 lần mới là lấy hết và điều trị hiệu quả cho bệnh nhân. Chính vì vậy cho nên là nó quan trọng đối với các cái nhà lâm sàng hơn là các cái nhà chẩn đoán hình ảnh. Đó. Hồi nãy giờ chúng ta nói đó là một cái tràng dịch màng phổi thể tự do, và chúng ta học thì sau cũng làm tràng dịch màng phổi thể tự do. Khi đi lâm sàng các bạn sẽ gặp rất nhiều trường hợp là tràng dịch màng phổi thể tự do, và các bạn sẽ chẩn đoán là theo dõi một trường hợp lao màng phổi trái thể mức độ thể tràng dịch tự do mức độ nào đó, các bạn chẩn đoán là phải đầy đủ. Ví dụ như trường hợp này đi, trường hợp mức độ trung bình hồi nãy, mức độ trung bình này thì cô sẽ chẩn đoán đây là một theo dõi thôi, lao màng phổi thể
lao màng phổi bên trái, thể tràn dịch tự do và mức độ trung bình. Đó là cái chẩn đoán trên lâm sàng các bạn thường phải chẩn đoán. Còn ngược lại, đây là một cái tràn dịch màng phổi thể khu trú, nhưng mà thường trong lao thì trường hợp này hiếm hơn, đa số là tràn dịch thể tự do và thường là xảy ra một bên thôi. Chút nữa chúng ta sẽ chẩn đoán với một cái tràn dịch màng phổi do nguyên nhân, nhưng cái nguyên nhân khác ha. Đây là một hai cái phim thể tràn dịch mức độ khu trú hiếm gặp trên lâm sàng. Thường cái này thì có kèm theo là tràn khí. À, đó là ít quang. Còn nếu như các bạn có phương tiện là siêu âm thì nó cũng giúp ích rất là nhiều. Ví dụ như là siêu âm thì cho chúng ta biết là bệnh nhân này có thể đến sớm hay đến muộn ấy. Có thể tại vì nó trên siêu âm chúng ta có thể thấy hình ảnh có vách hóa hay không. Có từng ổ giống như là sơ mướp mà cô nói hồi nãy á, trong từng ổ đó có dịch hay không. Và nếu như mà có từng ổ như vậy thì các bác sĩ lâm sàng họ sẽ cần cái sự trợ giúp này để họ chọc dịch, chọc vào đúng cái vị trí thì mới có dịch đó, để mà làm xét nghiệm. Thì đây là một cái lợi ích của cái siêu âm, và đồng thời là có thể giúp chẩn đoán phân biệt. Cô lấy ví dụ như tràn dịch mức độ ít này có thể là một cái sơ, cái u ở gan, nó sẽ đẩy cái cơ hoành lên đó. Nhưng mà trên cái phim chúng ta không phân biệt được đó. Là một cái mờ đậm đều, mô tả là mờ đậm đều làm gây tù gốc xương hoành đó. Nhưng mà bên siêu âm thì có thể biết được. Đồng thời là ví dụ như một cái sơ phổi, sơ đáy phổi đó, mà chúng ta cũng không gây xẹp phổi, chúng ta không biết được, thì siêu âm nó sẽ hỗ trợ phần nào cho chúng ta biết được mà chẩn đoán phân biệt. À, các bạn nào có ở một cái tuyến cao hơn thì chúng ta có thể là CT scan, cắt lớp, chụp cắt lớp thì càng có giá trị hơn trong cái việc chẩn đoán có tràn dịch hay không, hoặc là có tổn thương nhu mô phối hợp hay không. Thì chúng ta học từ cơ bản, rồi sau đó khi mà chúng ta ở cái tuyến nào thì chúng ta sẽ đọc và chúng ta biết lợi ích thêm ở cái tuyến đó họ sẽ có các cái xét nghiệm gì. Nhưng tôi quay lại á, thì các bạn thấy là đó là chỉ là hình ảnh, là hình ảnh không, vì vậy cho nên phải chọc dò và xét nghiệm. Vậy thì các bạn sẽ xem xét là khi mà chọc dịch màng phổi thì cái tính chất của dịch màng phổi do vi khuẩn lao nó có đặc tính gì. Đây là một cái nhiệm vụ của các bạn, các bạn phải đọc, các bạn nắm được. Và đồng thời khi mà có những cái bất thường về thì các bạn giải thích được hay không. À, ví dụ như các bạn nói, đọc cho cô nói rất vậy, đặc tính dịch màng phổi do lao, giả thưa cô đó là có màu vàng chanh, sinh hóa là protein lớn hơn 30 gram trên lít, Rivanta dương tính, là dịch tiết, protein lớn hơn 30 gram trên lít, rồi LDH bao nhiêu lớn hơn 200 đơn vị, rồi fipronilin lớn hơn chi đó, nói ra lâu luôn luôn đó. Nhưng mà đi trên lâm sàng chẳng hạn như có trường hợp nó không phải dịch, màu sắc nó không phải là màu vàng chanh, nó có thể thỉnh thoảng đôi khi nó có màu đỏ máu, có không? Có chứ, vẫn có như thường. Có thể là cái tổn thương nó tổn thương đến các cái mao mạch của lách thành thì nó vẫn có thể sẽ có màu đỏ máu, chiếm cũng khoảng cỡ 20%, chứ không phải là đa số là màu vàng chanh. Hoặc là chúng ta nhìn nhận ví dụ như cũng màu vàng nhưng mà nó hơi đục một chút, có thể bệnh nhân tới muộn, màu vàng chanh thì có thể là tới sớm, chúng ta phân tích chúng ta biết được đó. Ngược lại có một số điểm nữa, ví dụ như nó trả về cái xét nghiệm nó hơi lạ lạ, protein bình thường mình học là lớn hơn 30 gram trên lít, trường hợp này họ trả về là nhỏ hơn 30 gram trên lít. Vậy thì các bạn phải tìm hiểu là khi nào hay là có khả năng này xảy ra hay không, nếu thì gặp trong trường hợp nào.
hả? Chứ không phải học xong cái đọc 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 rồi đến khi ba không chịu suy nghĩ, lỡ ra cái trường hợp nó hơi khác khác một chút là sẽ không biết trả lời. Đó. Vậy tiếp tục là như hồi Jivanta ông, vậy thì nó có đúng không? Hay là phải Jivanta phải luôn luôn dương nó mới là lao? Dịch tiết thì trong lao sẵn phải chắc chắn là dịch tiết rồi, và Jivanta phải luôn luôn như thế nào thì các bạn phải nắm được. Tại sao là dịch tiết? Đó là dịch viêm mà, đã viêm từ đầu, đây là một cái tổn thương viêm đặc hiệu thì là dịch tiết thôi, phải không? Rồi, đó là cái cách phân tích của các bạn. Vậy vì về tế bào thì cũng vậy thôi. Tế bào ví dụ như các bạn xem cái thử là tế bào nào chiếm ưu thế. Đấy, cô nói đây là một cái phản ứng viêm, tất nhiên là tế bào lympho nó cũng chiếm ưu thế, phải không? Hoặc nhưng chúng ta phải để ý ngoài ra thì còn có tế bào neutro hoặc là tế bào nội mô, thì các bạn phải để ý cái bình thường của nó để khi cái bất thường chúng ta biết. Ví dụ như tế bào nội mô bình thường là từ 5 đến 10%, tế bào neutro là khoảng 10%, còn lại là 80% là tế bào lympho. Ok, nó hoàn toàn phù hợp với lại là cái chẩn đoán lao, nhưng mà nó khác một chút thì chúng ta phải hướng tới, ví dụ như lympho có khi 50, neutro 50 đó, hoặc là lympho là 60, neutro 10, nội mô 30, thì các bạn phải để ý những cái trường hợp đó. Và chúng ta để ý khi nào, khi các bạn đi lâm sàng để các bạn so sánh. Vậy đó là về một số cái tính chất sinh hóa cũng như là vi sinh của cái dịch màng phổi. Chúng ta đi xét nghiệm là gồm có xem màu sắc này, chọn ống đi sinh hóa này, ống đi vi sinh này đó, rồi bây giờ thêm một ống để tìm vi khuẩn. Vậy thì thường trong cái dịch màng phổi này các bạn có thể là làm các xét nghiệm gì đó? Đúng, chú Văn Đông, theo em thì trong cái xét nghiệm này, trong cái dịch này em đi làm được các cái xét nghiệm gì? Em sẽ lấy cái dịch màng phổi làm sinh hóa, làm PCR. Làm sinh hóa, sinh hóa tế bào là cô nói trên rồi đúng không? Bây giờ là đi tìm cái con vi khuẩn lao á, ở trong dịch đó. PCR chứ. Cấy lấy dịch để cấy hoặc làm PCR. Còn gì nữa không? Theo bạn thì hai trường hợp này. Rồi, đó là bạn bạn Đồng. Rồi bạn Hiệp có bổ sung là có thể làm cái ADA. Đúng không? Đúng em. Đúng. Đó. Soi trực tiếp à, bạn Thái, Nguyễn Thị Thái có thể bật mic lên cho cô được không? Cái này hơi lạ lạ này. Vì sao em đi soi trực tiếp? Bây giờ tìm vi khuẩn thì một bạn nói là PCA, cô đồng ý, dùng đó để nuôi cấy, cô đồng ý. Một bạn là có thể làm tìm ADA, cô cũng đồng ý luôn. Đây là những cái mà cần để mà giúp cái việc chẩn đoán tìm vi khuẩn ở trong cái dịch màng phổi đây. Bạn Thái còn nói soi trực tiếp, cô cũng đồng ý, nhưng mà bạn phải giải thích được là soi trực tiếp như thế nào, có khả năng tìm ra được không? Bạn Thái không mở mic được à? Bạn Đô nói là tùy vào cái thể bệnh, tùy như thế nào em? Dạ em thưa cô là ví dụ như trong cái trường hợp mà lao phổi màng phổi có nghĩa là từ một cái hang lao vỡ ra và gây ra lao màng phổi thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp soi trực tiếp AFP hoặc có thể là nuôi cấy hoặc PCI, nhưng mà nếu mà trường hợp mà lao màng phổi đơn thuần thì tại vì là con vi khuẩn
trong cái màng phổi, trong cái dịch màng phổi lúc đó rất là ít, Ừ. nên là chúng ta chỉ nuôi cấy hoặc là làm PCR thôi ạ. À, rồi, đúng thế. Là cái trường hợp mà soi trực tiếp thì chỉ xảy ra khi mà có phối hợp với lại là lao lao phổi, và đồng thời là cái thể mà từ đầu gọi là con đường kế cận á, tràn dịch tràn khí màng phổi kèm theo, thì chúng ta mới hy vọng tìm được có con AFP. Tại vì AFP phải một lượng nhiều thì chúng ta phải 5.000 con, 5.000 con trên 1 ml đàm thì chúng ta mới phát hiện được cái AFP. Trong trường hợp này, nếu như mà như bạn Thái có nói là soi trực tiếp thì thường thường trong dịch màng phổi mà không có sự thông thương với lại là nhu mô phổi thì tìm không ra đâu nghe Thái, tìm không có đâu, 7,5% trường hợp hiếm lắm hả. Ngay cả nuôi cấy dịch màng phổi cũng không phải là dễ đâu các bạn. Thấy nuôi cấy ví dụ như 100 trường hợp là dịch bệnh nhân lao màng phổi, cái dịch này đem đi nuôi cấy bằng cái hệ thống bắt test em gít đây, chỉ khoảng cỡ 10% là nó mọc thôi, là 10 bệnh thôi, cũng không nhiều đấy, rất là khó. Cho nên là cô nói đó, từ đầu cô nói đây là một cái bệnh mà rất ít cái chẩn đoán để tìm vi khuẩn, chính vì vậy cho nên những cái gián tiếp nó lại là cần hơn. Đó. Rồi là PCR theo cái cơ gọi là theo cái định cái nguyên tắc thì PCR lợi hại trong trường hợp này, đúng đúng là lợi hại, tại vì chỉ cần một vài con vi khuẩn và có chứa một cái đoạn gen á, thì khi vào trong cái máy khuếch đại gen nó sẽ khuếch đại ra hàng trăm nhân bản vậy hết, mũ nhân mũ mũ lên thì cái việc mà phát hiện ra vi khuẩn lao là nó rất là cao. Tuy nhiên rằng là hiện nay thì PCR các bạn biết đó, âm tính nhiều lắm. Ngay cả khi mà bác sĩ lâm sàng họ cho PCR về, PCR họ họ cũng không cần đợi đâu, họ phải dựa theo nhiều cái gợi ý chẩn đoán để mà họ chẩn đoán họ điều trị cho bệnh nhân, và có khi PCR âm nhưng mà bệnh nhân họ vẫn điều trị lao lành như thường đi xuất viện như thường, hoặc là chẩn đoán hoàn toàn đúng là lao màng phổi nhưng mà PCR vẫn là âm. Cho nên tuy là xét nghiệm cao cấp nhưng mà cũng không hẳn, nhất là trong cái trường hợp mà lao là càng khó. Thì thường thường chính vì vậy cho nên họ tăng cường cái việc là tăng cái xác suất để mà PCR dương lên, thì bữa nay họ gọi là nghiên cứu sâu hơn, họ đưa rất nhiều đoạn gen vào. Ví dụ như đoạn lúc đầu thì cái PCR dựa trên một cái đoạn gen IS6110, sau này thì dựa thêm là 1080, rồi là sau này thêm một cái là HSP65 chẳng hạn. Đó, rồi sau này nữa là ví dụ như là cái GeneXpert á, các bạn thấy GeneXpert thì họ thêm một cái đoạn gen RBOB nữa. Nó vừa chẩn đoán được lao mà vừa chẩn đoán được lao kháng thuốc luôn. Vậy thì họ sẽ tăng cường trong một cái kit để mà chẩn đoán lao thì họ sẽ nhiều cái đoạn gen của một con vi khuẩn, để không bắt được đoạn này thì họ sẽ bắt được đoạn kia. Đó, cho nên là bữa nay thì ngày nó càng cải tiến, và hy vọng chúng ta sẽ có nhiều cái xét nghiệm hơn để mà chẩn đoán vi khuẩn lao. Cho hiện nay như như vậy thì nhiều hồi AFP âm đắt lắm, thường một cái xét nghiệm như vậy 800-900 ngàn nhưng mà vẫn trả lời là âm các bạn. Vậy thì bác sĩ họ còn mình chúng ta bám víu vào đâu nữa đó, trong khi đó là gì, nuôi cấy thì không mọc đó, PCR thì âm đó. Vậy thì chúng ta thấy rất là khó để chẩn đoán. Ừ. Chính vì vậy cho nên là các cái phương pháp gián tiếp lại bắt đầu hỗ trợ cho chúng ta, ví dụ như là ADA, về tìm cho cô thử thêm ví dụ như viết tắt adenosine deaminase phó, mới có AD thôi vậy cho còn chữ A nữa đâu rồi, về tìm cho cô coi thử chữ A nữa là gì ấy.
Vậy đây là gì? Thì cô Thảo cũng hướng dẫn cho các bạn rồi, là một cái enzyme nó nằm trên bề mặt tế bào lympho T. Và chúng ta quay lại phản ứng viêm thì tế bào lympho T, tế bào lympho T CD4 là nó hoạt hóa rất là mạnh mẽ ở trong cái bình lao, phải không? Thì khi mà tế bào lympho T nó hoạt động mạnh thì tất nhiên cái em được nhân chia lên nhiều, phải không? Được hoạt hóa thì cái enzyme của nó cũng sẽ rất là nhiều. Và chúng ta lợi dụng cái tình hình này để chúng ta xét nghiệm coi thử cái enzyme này nó tăng hay là không tăng, và tăng ở mức độ nào. Tại vì thực ra trong viêm màng não mủ, các bạn biết ADA cũng tăng rất là cao, rất là cao luôn. Ngược lại trong lao thì nó từ khoảng 40 cho đến 100 đơn vị thôi. Có nghĩa là cái ADA này nó cũng không phải là cái đặc trưng của vi khuẩn lao đâu, trong virus nó cũng có tăng. Như vậy thì chúng ta cũng lại không biết bám víu vào đâu để mà chẩn đoán. Rồi là chính cái dịch màng phổi là chỉ cho chúng ta biết ở mức độ đó. Vậy thì cô sẽ nói tới những cái xét nghiệm hỗ trợ gợi ý như ban đầu là gián tiếp. Gián tiếp từ cái dịch là ADA rồi. Vậy thì ngoài ADA ra nữa thì còn những cái phản ứng gì nữa thì các bạn được thì Hùng dạy rồi. Đó là phản ứng Mantu hay IDE, đúng không? Dạy chưa? Thầy dạy rồi, đúng không? Nói được kỹ phải không? Đô. Trước thì Hùng có nói sơ qua rồi ạ. À, nói sơ qua. Vậy thì cái này nó cũng rất là đơn giản, phải không? Người đây là một cái phản ứng nội gọi là nội bì trong da, phản ứng trong da. Phản ứng IDE hay là phản ứng Mantu là một, phải không? Gọi là đây là một phản ứng gọi gì? Chung quy của nó đó là cái test tuberculin TST. TST, cái test tuberculin, tuberculin skin test, cái tắt là TST. Vậy thì cái test này là test mẫn cảm da đối với lại kháng nguyên lao, kháng nguyên là con vi khuẩn lao. Cái test TST này nó có rất nhiều phương pháp để làm. Ví dụ như cô lấy da lên, cô nhỏ một cái giọt mà có chứa kháng nguyên lao trong đó thì nó cũng thuộc là TST. Hay là cô tiêm 1 ml là kháng nguyên lao vào cái lớp trong da thì cũng là TST, mà người ta gọi là cái kỹ thuật IDE hay là phản ứng Mantu. Hai cái này là một, do cái ông Mantu ông sáng chế ra, họ đặt tên là Mantu hoặc là test trong da vậy thôi, không? Hoặc là để thực hiện cái TST này, cái test mẫn cảm da này đối với kháng nguyên lao, cô có thể thực hiện nó bằng cách là áp nhẫn. Hồi xưa người ta có cái test áp nhẫn, trong cái nhẫn này người ta cũng tẩm cái kháng nguyên lao vào và người ta ấn vào trong da, nó sẽ làm có cái mẫn cảm, phải không? Vậy thì cái cơ chế sâu xa nhất của cái test này là gì? Trong vòng 72 giờ, cô tiêm 1 ml kháng nguyên lao vào trong da, cô chờ đợi điều gì xảy ra? Đó là một cái phản ứng viêm. Chắc chắn đây là một cái phản ứng viêm. Và thường thì khi mà chúng ta bị nhiễm lao thì nó khoảng cỡ 10 ml là dương tính một cộng. Ok, bạn nhiễm lao. Nhưng mà không biết là bạn có mắc lao hay không là một cái chuyện khác. Trường hợp là người ta sẽ chia theo mức độ dương tính 1 cộng, 2 cộng, 3 cộng, và 3 cộng là lớn hơn 20 ml, không? Một khi một bệnh nhân mà dương tính 2 cộng có nghĩa là cái phản ứng viêm này nó lan tỏa ra, người ta đo được 2 cộng, 3 cộng hoặc là thủy bào, có nghĩa là nó loét ra luôn, gọi là phản ứng rất là mạnh. Thì lúc này cô đọc, bắt đầu đọc thủy bào hay là 2 cộng. Lúc này thì nếu giả sử đây là một bệnh nhân đang theo dõi lao màng phổi,
Thường thường lao phổi thì họ ít làm lắm các bạn, mà các thể lao màng phổi, lao màng não hay là lao màng bụng, lao hạch, vậy lao sơ nhiễm nữa, thì là họ rất cần cái IDE này. Vậy thì khi nào thì nó sẽ giúp cho cô chẩn đoán các cái thể lao này, là khi nó phải từ 3 cộng trở lên, có nghĩa là cái tổn thương này, nó phản ứng viêm này nó xảy ra lớn hơn 20 cm hoặc là thủy bào. Vậy vì sao mà cô lại mong chờ như vậy? Tại vì là các bạn biết phải có một cái phản ứng viêm nào đó xảy ra trong cơ thể, thì lúc này các cái thành phần lympho nó cũng đang đánh trả vi khuẩn lao ở một nơi nào đó, ví dụ như màng phổi chẳng hạn, hoặc là màng não chẳng hạn, hoặc là hạch chẳng hạn, đó thì nó đang còn đánh trả mà, đây là một cái phản ứng viêm nó đang được kích hoạt mà, thì nó sẽ tới cái vị trí mà cô tiêm cái kháng nguyên lao ở cái cánh tay này, nó rất là nhanh, trong vòng 72 giờ nó đã xảy ra một phản ứng viêm. Thì gợi ý cho cô, trong cơ thể đang xảy ra một phản ứng viêm chỗ nào đó rất là dữ dội, có khả năng là màng phổi. Đó là cái gợi ý giúp cô chẩn đoán, gợi ý thôi chứ nó không thể giúp chẩn đoán được, phải không? Cái này thì thường IDE này thường được sử dụng để mà biết chúng ta có nhiễm lao hay không, và gợi ý chẩn đoán khi mà cái phản ứng nó xảy ra mạnh, đó là cái mà gọi là cái ứng dụng của IDE. Chính vì vậy cho nên sau này các cái bà mẹ họ hỏi các bạn là con tôi có được bảo vệ không, có nghĩa là cơ thể đã nhận diện được vi khuẩn lao được hay chưa, thì chúng ta sẽ nhờ cái IDE này, nó rất là dễ hiểu thôi, đúng không, các bạn hiểu chưa, đồng ý chưa, bạn nào còn thắc mắc nữa không? Đô hiểu chưa em? Dạ cũng hiểu tạm thời rồi ạ. À hiểu tạm thời, có khi đọc thêm thế, tại vì hình như có trong cái sách lâm sàng, không biết hồi xưa có sách có cái bài IDE này đó, các bạn đọc là các bạn hiểu liền. Đó là cái biện pháp gián tiếp để giúp chúng ta chẩn đoán lao màng phổi, đó dịch X quang rồi, dịch rồi, các thành phần ở trong dịch rồi, đó, rồi là các cái phương pháp gián tiếp rồi. Bây giờ là có một cái cao hơn một chút, nếu như tất cả những cái kia không làm được thì bắt đầu phải tiến hành là sinh thiết. Vậy thì các bạn nên nhớ, đây là một tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán lao màng phổi. Vậy trong cái hệ thống của một cái chẩn đoán bệnh thì các bạn sẽ thông thường sẽ có hai cái tiêu chuẩn vàng. Thì cô nói đây là một trong những tiêu chuẩn đó, thì tiêu chuẩn đầu tiên là gì? Các bạn biết tiêu chuẩn vàng đầu tiên để chẩn đoán một bệnh là gì không? Nói chung, bệnh nói chung. Ví dụ như là dựa vào giải phẫu bệnh, đúng rồi, bạn Hằng hiểu được là chúng ta phải tìm ra con vi khuẩn hoặc là con virus bằng chứng gây bệnh, phải không? Đó là tiêu chuẩn vàng thứ nhất. Và tiêu chuẩn vàng thứ hai đó là giải phẫu bệnh, là chúng ta sinh thiết màng phổi để tìm cái nang lao. Thì cái hình ảnh nang lao các bạn phải thuộc, các bạn thấy trong lao hạch nó cũng có này, trong lao màng bụng cũng có này, trong cơ xương khớp cũng sẽ có. Đó là chúng ta đi sinh thiết màng, đi sinh thiết và chúng ta tìm cái hình ảnh nang lao. Các bạn phải thuộc nang lao có những thành phần gì để khi người ta trả về, các bạn mong muốn là sẽ có cái gì đặc hiệu cho cái tổn thương nang lao. Cái gì hè? Tế bào lăng hăng chẳng hạn. Ví dụ như người ta đọc về, các cái nhà giải phẫu bệnh họ đưa một cái tờ giấy về, các bạn đọc đọc ồ màng phổi có tế bào lympho, tế bào bán liền,
Ok, có tổ chức bã đậu rồi. Thêm một chữ nữa, tế bào lăng hăng, tế bào khổng lồ. Vậy thì các bạn nói, ôi mình đi đúng hướng, có thể đây là bệnh nhân lao màng phổi. Phải không? Tổn do lao. Vậy thì các bạn phải thuộc nang lao là gì? Phải không? Thiết. Cái tiêu chuẩn vàng, các xét nghiệm cần làm thì cô cũng không nói lại nữa, phải không? Đó thì chẩn đoán xác định đúng rồi, vi khuẩn và một cái hình ảnh nang lao, chúng ta chẩn đoán xác định đây là trường hợp lao màng phổi. Thì các bạn thấy cần dựa vào các triệu chứng lâm sàng, một số cái cận lâm sàng gợi ý. Ngoài ra để chẩn đoán cái lao màng phổi này các bạn cần phân biệt, và nếu như sau khi chẩn đoán phân biệt rồi vẫn cứ mơ hồ thì cũng có một cái nữa để mà giúp chẩn đoán cuối cùng, đó là điều trị. Chính vì vậy trong lao màng phổi hoặc trong lao nói chung, nếu các bạn chưa xác định được thì hoặc là trong mọi bệnh thì các bạn phải đi theo cái từ theo dõi, chứ đừng có mà viết luôn là chẩn đoán cuối cùng cái này cái nọ. Hồi tốt nhất là chúng ta đều phải theo dõi cái đã. Trong quá trình ở trên chúng ta biện luận là trường hợp này không có bằng chứng về vi khuẩn học mà cũng không có hình ảnh về nang lao, cho nên thôi em chẩn đoán cuối cùng của em là lao phổi, lao màng phổi hoặc lao lao màng phổi, vậy thì nó sẽ không đúng mà các bạn phải theo dõi. Vì sao? Khi mà các bạn theo dõi thì các bạn sẽ có quyền là điều trị thử, và trong trường hợp này điều trị thử có thể kháng sinh hoặc kháng lao. Thì điều trị thử có hai trường hợp, trong trường hợp này có thể bằng điều trị thử kháng sinh trong 2 tuần để các bạn loại trừ một cái viêm màng phổi do virus hoặc là viêm màng phổi do vi khuẩn mà chúng ta không xác định được. Rồi là có thể là điều trị thử lao trong vòng 2 tháng để xem có đáp ứng hay không. Đó. Cho nên cuối cùng lại sau nếu mà không có cái chẩn đoán xác định thì phải luôn luôn ghi cho cô là cái chuyện theo dõi. Nhớ hả? Cô nghĩ là cái này nó không có thừa trong tất cả các trường hợp các bạn đi lâm sàng làm bệnh án trên bệnh phòng. Đó là cái chẩn đoán gián điệp. Cô muốn nói ở đây là cái dịch màng phổi mà chúng ta học hồi nãy á, thực ra là trong virus, có nghĩa là viêm màng phổi do virus hay là viêm màng phổi do ung thư màng phổi, thì hay là tràn dịch màng phổi do ung thư màng phổi, tràn dịch màng phổi do virus đó, thì nó có cái đặc điểm dịch màng phổi giống với là cái đặc điểm nó rất giống, các bạn cũng lympho chiếm ưu thế hả. Vậy thì làm sao các bạn phân biệt được? Thì lúc này các bạn phải để ý một số đặc điểm của nó, ví dụ như trong ung thư bệnh nhân tuổi thì cô không nói rồi, có thể là những cái độ tuổi lớn thì cũng thể, nó cũng không có một cái trường hợp ngoại lệ ha, nhưng mà cái tuổi hay là triệu chứng lâm sàng các bạn phải xem xét triệu chứng lâm sàng gồm cái triệu chứng gì. Cô nói hồi nãy đó là cái triệu chứng ví dụ như nó hơi quá hơn bình thường, lao là thường thường, họ cũng có đau ngực, cũng có sút cân, cũng có chán ăn mệt mỏi, nhưng mà cái ở cái mức độ là vừa phải, sút cân không nhiều. Một tháng như vậy mà sút đến 10, 10, 15, 20 cân thì các bạn phải xem xét lại. Đó. Đau ngực mà đau dữ dội mà đau liên tục, đã điều trị lao được 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần rồi nhưng mà dịch thì cũng vẫn còn, chẳng hạn dịch nó cũng có kích thích nó gây đau nhưng mà ở mức độ vừa phải mà bệnh nhân rất là đau ngực, thì các bạn phải xem xét coi thử, đừng có chủ quan mà à lao rồi đó thôi về nhà điều trị. Tại vì cô đã gặp một trường hợp là như vậy, bệnh nhân họ đau ngực, chẩn đoán là cát cũng màu dịch màu vàng chanh, rồi là không tìm được vi khuẩn thôi đó, dịch cũng màu vàng chanh, rồi sinh hóa cũng giống như trong lao, mọi thứ cuối cùng ba cô chẩn đoán là lao màng phổi, cho về nhà điều trị ngoại trú. Dịch thì cũng không có tái lập nhiều đâu, cũng chọc dịch rồi bệnh nhân ổn định đó. Nhưng mà bệnh nhân có một đặc điểm đó là đau ngực rất là nhiều, chính cái sự đau ngực này là họ cũng xin về, họ nói là về để mà châm cứu
để xem coi thử có đỡ cái đau thần dây thần kinh liên sườn hay không, có khả năng như vậy. Nhưng trong vòng sau bệnh nhân tới lại với một tình trạng dịch nhiều, chọc dịch ra có màu đỏ sẫm. Vậy thì quay lại tìm các cái chất chỉ điểm ung thư thì bệnh nhân này lại là ung thư màng phổi. Đó là một cái kinh nghiệm mà lúc đó cô đã vấp phải. Đó. Ngay cả cái lao phổi cũng vậy, bệnh nhân họ có một số bệnh nhân họ vang đau ngực rất là nhiều. Chúng ta cũng phải xem xét lại coi thử, hoặc là người ta xuất cân rất là nhiều. Chúng ta phải lập tức kiểm tra hệ thống hạch ngoại biên, hạch thượng đòn, hạch nách xem có hạch hay không. Chứ không là chúng ta sẽ bỏ sót. Cái gì nó hơi quá một chút là các bạn phải để ý. Đó. Trong lao thì thường thường cái dịch màng phổi nó thường màu đỏ cũng có, như hồi nãy cô nói, nhưng mà cái màu đỏ nó tươi hơn, trong cái ung thư nó rất là đậm. Dịch trong ung thư thường tái lập liên tục đến nỗi mà có một số bệnh nhân mà các bạn E5 được chọc dịch rất là nhiều trên bệnh nhân đó, tại vì tái lập liên tục khó chẩn đoán chưa ra. Rồi ngoài ra thì cô nói trong trường hợp điều trị thử đó, có một số trường hợp cũng phải điều trị thử bệnh lao. Lao với ung thư, nhiều người ung thư tìm không được thì thử điều trị lao có thử, biết đâu hên xui đỡ thì ra, phải không? Đó là cái điều trị lao. Nhưng mà trong ung thư thì thường thường điều trị lao cũng đâu đó có đáp ứng, dịch nó cũng sẽ tái lập lại, và một số chất chỉ điểm ung thư thì các bạn phải theo dõi. Cũng như vậy là trên vi mạc phổi do virus, thường thường thì cái triệu chứng của nó cũng rất là mơ hồ nha. Bệnh nhân có một cái trường hợp cấp tính hơn, trong lao thì nó không có cấp tính như vậy đâu. Bệnh nhân sốt cao, sổ mũi nước, rồi là tràn dịch. Có một cái nữa là tràn dịch thì thường trong cái virus tràn dịch hai bên, có thể là kèm theo cái tràn dịch màng bụng luôn các bạn, có khi kèm theo là cái tràn dịch là màng tim. Chính vì vậy cho nên là các bạn để ý một chút. Trường hợp này thì chúng ta điều trị thử kháng sinh thường trong vòng 2 tuần. Viêm màng phổi do virus, viêm màng phổi do virus thì nó sẽ tự động nó sẽ lành sau 2 đến 3 tuần. Rất là dễ nhầm. Có khi chúng ta điều trị lao và trong 2 3 tuần chúng ta chụp phim lại, chúng ta thấy hoàn toàn là đáp ứng rất là tốt, chúng ta nghĩ chúng ta điều trị đúng, thực ra chúng ta điều trị sai mất rồi. Nhưng mà thôi thì bệnh nhân cứ điều trị trong vòng 6 tháng lao ổn định rồi xong, chẩn đoán là lao màng phổi ổn định với điều trị lao, đáp ứng với điều trị lao. Đó, chúng ta không biết chúng ta nhầm. Là bệnh nhân điều trị lao ăn uống 6 tháng trời, các bạn biết điều trị đâu phải là sung sướng gì. Đó, cho nên là chúng ta biết được một số triệu chứng, sau này đi lâm sàng thì hy vọng là các bạn có thể nhớ ứng dụng được. Đó. Đó là về cái chẩn đoán gián biệt. Về điều trị thì như cô nói hồi nãy, các bạn nhớ năm cái biện pháp điều trị lao màng phổi. Thực ra thì các bạn học lần đầu các bạn chưa nhớ đâu, nhưng các bạn đi được nói đi nói lại sau này các bạn sẽ quen. Cái điều trị hoặc là một bệnh hay là cái việc chẩn đoán thì các thầy cô sẽ cung cấp từ từ, có nhiều phân môn nó cũng tương tự nhau. Các bạn học chỗ này một chút, học chỗ kia một chút, để hy vọng thì các bạn có một cái lý thuyết ổn định vững để sau này mà đi thực tập lâm sàng. Vậy trong cái phương pháp điều trị thì nó sẽ cũng sẽ tương ứng với cái việc phát hiện các cái triệu chứng lâm sàng. Chúng ta thấy ví dụ như chắc chắn là trong điều trị lao chúng ta phải có ba cái biện pháp điều trị bắt buộc. Lao màng phổi là chúng ta có ba cái phương pháp điều trị bắt buộc, đó là điều trị nguyên nhân. Cái thứ hai là bắt buộc các bạn phải chọc tháo dịch, trừ trường hợp là bệnh nhân đến muộn quá mà phổi sơ rồi làm răng còn dịch đâu nữa mà chọc, chứ còn không thì chúng ta phải chọc tháo dịch. Và chúng ta phải hiểu chọc tháo dịch là chọc tháo như thế nào đó. Cái từ này chọc dò nó khác với chọc tháo, các bạn sẽ chút nữa sẽ biết, hoặc là sau này sang cái bài giảng lâm sàng sẽ nói kỹ hơn. Và cái thứ ba thì bắt buộc các bạn phải phục hồi chức năng cho họ, các bạn điều trị nguyên nhân tiến hành chọc dịch cộng với lại phục hồi chức năng thì cái việc điều trị thành công nó đã
80% rồi. Ngược lại, đối với hai cái biện pháp còn lại thì tùy theo tình hình của từng bệnh nhân mà các bạn sẽ áp dụng. Ví dụ như là dùng corticoid hay không, hay là sử dụng ngoại khoa khi nào. Thì hai cái trường hợp này, hai cái biện pháp điều trị này thì tùy cơ ứng biến. Thường thì trong cái biện pháp điều trị mà bệnh nhân đến sớm thì người ta sẽ dùng corticoid. Nhưng mà đây là một cái vô thưởng vô phạt. Ngày nay thì người ta cũng không khuyến cáo. Cho nên các bạn chú ý là về đọc cho cô là khi nào thì chúng ta dùng corticoid. Nó có lợi gì? Không lợi ở điểm nào? Nếu mà dùng mà sai thì điều gì xảy ra? Đó là các bạn phải học đấy. Đọc. Hồi xưa mà các bạn biết các anh chị y năm họ đi tới 4 tuần lao, thường họ học rất là nhiều là ở chỗ đó. Có nghĩa là một cái chuyên đề về corticoid thôi thì họ sẽ tìm hiểu rất sâu. Ví dụ như là thể lao nào dùng corticoid, dùng như thế nào, phải không? Lợi hại gì? Chính vì những cái chuyên đề này các anh chị sẽ thuyết trình, hoặc là có làm những cái tập chuyên đề. Chuyên đề các bạn chọn rất là đa dạng, ví dụ như bạn nào muốn tìm hiểu về PCA lao, chẩn đoán PCA, có anh chị thì họ muốn tìm hiểu về cái hệ thống bắt test, có một số anh chị thì họ tìm hiểu về HIV với lao chẳng hạn, thì đa dạng, các anh chị sẽ làm một cái chuyên đề và tất nhiên là được cộng điểm chứ, được cộng điểm. Lợi hại lắm các bạn. Các bạn có thể là các anh chị đó là có tùy cơ và nghiên cứu những cái mà mình ưa thích ở trong cái học phần lao. Ngày nay thì các bạn chỉ học 2 tuần và thầy cô cũng rất là tham vọng cho các bạn học y nguyên các cái thể lao mà cách đây 4 tuần thầy cô dạy. Chính vì vậy toàn là trái dấu á. Như ngày hôm nay, ví dụ như bài lao bằng phụ này cô chỉ dạy trong vòng 1 tiết, thì đúng ra thì 1 tiết nói cũng được, nhưng các bạn thấy sẽ là những cái kinh nghiệm lâm sàng các bạn sẽ không được nghe. Cô cố gắng, ví dụ như đây cũng là một cái lợi của dạy online, là cô có thể là nói rất là dài, gần cả 2 tiếng đồng hồ với cái bài này. Nhưng mà có một số bài thì cô sẽ rút gọn lại đó. Chứ còn hồi trừ cái bài này bắt cô dạy 1 tiết, trong khi đó trước đây là 2 tiết, thì làm sao các bạn có thể tiếp cận được? Mà các bạn bây giờ chỉ còn 15 tiết cho nên thôi, các bạn cố học gắng, có gọi là học cái gì, tự nghiên cứu, thì cô phải bày đường cho các bạn tự nghiên cứu. Dịch này thì cũng không đi ra ngoài được thì thôi cố gắng mà đọc đi. Ví dụ như các bạn đọc corticoid thì corticoid nó rất là gọi là con dao hai lưỡi, các bạn học càng kỹ thì càng tốt, và trong nhiều thể bệnh chứ không phải là một mình lao, thì nó sẽ ứng dụng như thế nào để sau này các bạn đỡ mất thời gian đi ra trường rồi còn nhiều việc ở bệnh viện, rồi con cái, rồi là gia đình, phải không? Học cái này cái nọ, thì nếu như bây giờ các bạn có thể đọc cái corticoid thì nó rất là tốt. Đó là cái cách mà các bạn học. Bây giờ nhiều hồi các bạn nói trời học nhiều quá cô ơi, sáng chiều thì cô cũng chịu rồi. Đó là về cái corticoid, thường là bệnh nhân đến sớm thì người ta dùng. Vậy thì có những cái điều kiện gì thì các bạn phải đọc cho cô đó. Rồi có thể đi lâm sàng các bạn sẽ đọc lại, gặp lại. Cái thứ hai, trong trường hợp muộn thì nó sẽ liên quan tới ngoại khoa thôi, và không dùng corticoid nữa. Đây là một trong chống chỉ định của corticoid. Vậy thì đó là những cái biện pháp mà chúng ta sử dụng trong cái lao màng phổi. Chọc giò các bạn cũng phải đọc, và cô hoặc là thầy Hùng sẽ nói các bạn kỹ hơn trong cái phần mà các bạn đi lâm sàng hoặc là cái bài giảng lâm sàng, là chọc tháo, chọc giò, khái niệm chọc hút dịch tích cực và triệt để là phải như thế nào. Sẽ cho các bạn coi những cái video clip về cái việc chọc dịch để sau này các bạn đi lâm sàng nếu có tiếp cận thì đỡ run, cố gắng đỡ run. Hoặc là ngay bây giờ các bạn có thể lên mạng xem người ta chọc giò như thế nào, đó, tiến hành chọc giò ra sao ở những cái cơ sở y tế mà điều kiện khang trang thì người ta vô khuẩn như thế nào, những cái điều kiện ví dụ như ở Việt Nam
khoa lao, khoa bệnh phổi của bệnh viện trung ương hay là ở Pakistan hay là ở châu Phi thì người ta điều kiện chọc nó như thế nào, các bạn đều có thể coi được hết nếu như các bạn không lướt phê nhiều quá đó. Không thì trong cái trường hợp chọc dịch các bạn đọc thêm cho cô. Đây là một trường hợp chọc dịch màng phổi, gọi là tháo dịch ra. Có một cái biện pháp thứ hai là nếu như tràn khí và tràn dịch màng phổi kèm theo á, như hồi nãy từ đầu chúng ta đã thảo luận á, thì người ta thường dẫn lưu màng phổi, có nghĩa là dẫn lưu thì phải đem vô trong phòng mổ kia, người ta dẫn lưu, người ta đút cái ống vô ở khoang giang sườn số 2, có một cái máy hút áp lực âm thì đó là cái dẫn lưu màng phổi. Còn trên cái slide này đó là cái hình ảnh là dẫn lưu, gọi là chọc dịch màng phổi, chọc tháo dịch màng phổi mà thôi chứ không phải là dẫn lưu. Vậy cái cuối cùng, gần cuối, còn một cái cuối nữa đó là phục hồi chức năng, thì các bạn sẽ đọc cho cô đó là trong giai đoạn còn dịch thì để nhằm là giúp bệnh nhân là giảm khó thở, giảm đau ngực đó, thì các bạn sẽ hướng dẫn bệnh nhân nằm những tư thế nào, những cái động tác gì để giúp giảm các cái triệu chứng đó. Rồi là trong cái giai đoạn mà hết dịch thì phải tập những cái động tác gì, cái sự hướng dẫn đó là như thế nào, có nghĩa là từ từ ít đến nhiều, rồi là những cái động tác gì cần có phải hướng dẫn cho bệnh nhân, là nhiệm vụ các bạn là tìm hiểu thêm. Ví dụ như phục hồi chức năng hô hấp trong bệnh nhân tràn dịch màng phổi chẳng hạn, thì các bạn đọc đọc thử hả? Các bạn đọc thử. Cô hỏi một câu sơ một chút để các bạn có thể xem coi thử là coi coi thử bạn nào. Nguyễn Trọng Bảo, Dinh Dinh có Dinh ở đó không? Bạn Dinh bật mic được à? Bạn bạn thôi Kai Son, bạn Kai Son, bạn người Lào à, đang ở Huế hay là đang ở bên Lào em? Alo, em đang ở đâu? À em ở Huế, tốt rồi. Nãy kia em có nghe cô giảng không? À có. Mạng ổn định không em? Có nghe nghe rõ ấy? Vì răng không bật mic được, bật mic được không? Vì sao? Học online là các bạn thấy đó. Chắc mic bị hư hoặc là không có mic nữa kia. À mic. Không, em cứ cô chỉ hỏi và bật mic lên thôi, còn trả lời được hay không á là cô không bắt đâu, đừng lo. Mic hư, cô nói đúng không? Bạn nào giúp bạn này hè, chưa biết câu hỏi là gì mà cứ mở mic lên đã. Lớp trưởng của lớp của bạn Kai Son, lớp trưởng là tội nhất, là khi Dạ nào cũng alo. bị bạn Huy khi nào cũng bị kêu hết. Dạ. Vậy thì cô hỏi ví dụ như một bệnh nhân người ta định chọc tháo dịch ra rồi, nghe có nghĩa dịch nó hết rồi, thì em sẽ cho bệnh nhân họ nằm như thế nào, nghiêng về bên lành hay là nghiêng về bên bệnh? Là bình dân mới ra chọc hết dịch rồi cô. Chọc hết dịch rồi hoặc là còn nhưng mà rất ít, chịu nghiêng nghiêng về bên nào này? Vậy thì em phải đặt ra câu hỏi là trong đầu là nếu trường hợp bệnh nhân họ còn dịch thì sao. Như Chắc vậy thì em nghĩ là năm nghiêng về bên lăng.
hai trường hợp. Bây giờ nếu còn dịch và hết dịch, vậy thì còn dịch mình nói trước, phải không? Trong đầu em suy nghĩ chưa, còn dịch nhiều nữa thì em sẽ cho bệnh nhân nằm tư thế nào để giảm các cái triệu chứng khó chịu cho bệnh nhân. Còn dịch nhiều thì sẽ nằm nghiêng về đến bên bên bệnh. Vì sao? Ông nghĩ sẽ giảm áp lực lên phần phổi ạ, đỡ chen hẹp ạ. À đúng rồi, bạn cũng có lý luận của mình đúng không? Thì ngược lại, khi mà hết dịch thì các bạn nghiêng về về bên lành. Bên lành thì theo cơ chế như vậy thì các bạn thấy ví dụ như mà bệnh nhân còn dịch nhiều thì chúng ta có thể đặt khó thở nhiều, các bạn có thể đặt cho bệnh nhân nằm tư thế phao lơ, nghiêng về bên. Nếu mà nghiêng về bên lành, điều gì sẽ xảy ra? Là cái trung thất nó sẽ chèn ép thêm nữa, nó sẽ nghiêng về dịch, phía bên có dịch nữa, phải không? Thì bệnh nhân càng đau ngực, càng khó thở thêm. Cho nên nguyên tắc là thường là khi mà còn dịch nhiều, người ta sẽ nghiêng về bên mình. Đó. Ngược lại, khi mà hết dịch thì họ sẽ nghiêng về bên bên lành, để cho giúp là dịch nó có sai không? Nãy chưa mình nói có sai không? Các bạn không, không. Vậy thì các bạn khẳng định là khi mà hết dịch thì nghiêng về bên bên lành. À đúng rồi. Vậy chúng ta sẽ trăn trở, hoặc là cũng cần nghiêng về bên lành nữa, mà phải là trăn trở động tác liên tục. Vì các bạn biết rằng khi mà chúng ta chọc hết dịch thì xu hướng bệnh nhân họ rất là sợ, họ vẫn cứ sợ cảm giác đau, họ vẫn tiếp tục nghiêng về bên mình, thì vô tình là cái gì sẽ xảy ra? Cái tình trạng là dịch nó sẽ vẫn cứ lắng động lại một vị trí. Nên khi mà chúng ta tăng trở tư thế cho bệnh nhân hoặc là nghiêng về bên bên lành đó, thì dịch nó sẽ tràn đều ra, tràn đều cả cái khoang màng phổi, thì nó đỡ lắng động theo một cơ chế là nó vận động nhiều thì dịch sẽ đỡ lắng động một vị trí, mà lắng động một vị trí thì dễ dẫn đến sơ. Đó. Chính vì vậy thêm một động tác nữa khi mà phục hồi chức năng, nó là đọc, các bạn phải đọc là tập thở. Chính vì cái động tác tập thở, khi mà hết dịch, cơ hoành sẽ được nâng lên, hạ xuống, gọi là tập thở hoành. Thì khi nâng lên hạ xuống như vậy, dịch nó sẽ được di chuyển liên tục, thì cái việc mà nó không bị lắng động lại một chỗ là sẽ không xảy ra. Tại vì khi mà dịch lắng động tại một chỗ thì nó sẽ dẫn tới một cái hiện tượng, đó là tạo một cái ổ cặn ở màng phổi. Mà nếu có ổ cặn màng phổi này thì các bạn phải điều trị ngoại khoa. Và trường hợp điều trị ngoại khoa thứ hai là khi mà cái sự dày dính nó diện rộng, có nghĩa là bệnh nhân này tới quá muộn, chúng ta không có chọc hút dịch, thì chúng ta phải phẫu thuật tách cái sự dày dính này để cho bệnh cơ hoành và lá thành và lá tạng được di chuyển, để cho cơ hoành nó trợ giúp cái động tác thở, bệnh nhân không có bị hạn chế hô hấp. Đó. Rồi. Như vậy thì đó là cái chống chỉ định của ngoại khoa khi mà có ổ cặn màng phổi và khi dày dính màng phổi, thì chúng ta phải bóc tách hoặc là nạo vét cái ổ cặn này. Nhưng cái này chúng ta không mong muốn. Nếu như mà chúng ta điều trị không hiệu quả, chẩn đoán muộn, điều trị không hiệu quả, thì chúng ta mới điều trị ngoại khoa. Đây là một cái hình ảnh mà sau khi điều trị lao màng phổi 2 tháng thì màng phổi tương đối ổn định hả? Mức độ nhiều đây. Vậy nhiệm vụ của các bạn cái ngày hôm nay đó là về coi lại bài, đọc lại cái đặc tính của dịch màng phổi. Các cái đặc tính này nó sẽ như thế nào? Giải thích được các cái đặc tính này. Cái thứ hai, coi cho cô cái corticoid ở trong cái bình nào,
chung luôn. Tại vì cái ngày hôm sau, ở trong cái bài lao màng phổi, lao màng não thì nó lại có một cái chỉ định cũng liên quan tới corticoid, nhưng mà nó lại trái ngược với bài hôm nay. Cho nên các bạn nếu mà đọc được cái corticoid trong điều trị lao thì các bạn sẽ nắm chắc và tự tin. Nếu lỡ có cái câu corticoid trong cái điều trị lao màng phổi hay là lao màng não. Đó, nhiệm vụ của các bạn hôm nay có hai nhiệm vụ đó thôi. Nhiều không? Không nhiều. À, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau. Các bạn cố gắng sắp xếp và gửi cho cô Thảo một cái lịch mà các bạn có thể trùng với nhau. Thì cô sẽ dạy cho các bạn chỉ cần thêm một buổi tuần sau nữa thôi. Cô biết là cô đang ăn gian thời gian của các bạn. Đồng ý không? À, trong một buổi hôm sau vào một cái buổi chiều thì cô sẽ hoàn thành cái học phần lao cho các bạn. Ngày hôm nay thì chắc là chúng ta kết thúc tại đây. À, các bạn có thắc mắc thì mở mic để hỏi.